chương 5060 kinh biến, trận sư là một đám người châu bò, Lăng Hàn đã dùng tất cả tuyệt chiêu, hỗn độn cực lôi tháp, năng lượng hủy diệt, tứ cực trụ, đại chiêu có thể sử dụng thì hắn đã dùng tới, uy năng khủng bố cỡ nào. Lục Tầm cũng đánh không được, chủ yếu là trận pháp quá đáng sợ, lực phá hoại còn trên cả Lăng Hàn, làm cho hắn nhất định phải phân ra tuyệt đại bộ phận tinh lực để đối kháng, việc này làm hắn cảm thấy khó khăn, phải biết Mặc dù chiến lược lang hàn không bằng hắn, nhưng thánh nhân công kích thì ai có thể xem nhẹ. Chiến chiêu mà thôi, lục tầm đã bị đánh chật vật, hắn không thể không rời khỏi chiến đấu. Thánh nhân khó giết, kia đó là xây dựng trên điều kiện tiên quyết hắn có thể bỏ chạy, người thật muốn tử chiến không lùi, người sẽ chết rất nhanh. Quả nhiên, trong vòng 10 chiêu, lúc này mọi người im lặng, lang hàn không có khoác lác, hắn thực sự trong vòng 10 chiêu đánh bại lục tầm. Vận dụng ngoại lực, ha ha, Ai quy định trận sư không thể dùng trận pháp đánh người. Lang Hàn thắng, mặc dù cũng không phải hoàn toàn dựa vào chiến lực, nhưng cũng thuộc về thực lực của hắn. Lục Tầm, bại, lúc này, Ngô Tinh Đồng cũng im lặng, một trận và một người phối hợp với nhau, Lang Hàn hoàn toàn có thể quét ngang tất cả thánh nhân Ngô Tinh trở xuống. Cho nên, nàng chỉ có thể giao ra 10 cái tinh vực. Cảm ơn, tất cả 27 tinh vực, phiền phức phối hợp một chút, nhanh chóng rút binh đi. Lang Hàn cười nói, hư chúng ta sẽ không nuốt lời. Ngũ tinh đồng hừ một tiếng, nàng quay người xé mở hư không rời đi. Còn lưu lại nơi này làm gì, nghe người ta chế diễu sao. Nàng vừa đi như thế, mấy người dương dịch hoàn cũng nhao nhao rời đi, mỗi người mang theo sắc mặt khó coi rút lui. Chỉ có phong diệu lăng ngoại lệ, nàng dùng ánh mắt sùng bái nhìn lăng hàn, làm cho lăng hàn dùng mình. Những người này vừa đi, cho dù là người trên thiên mẫu tinh hay tinh võng, tất cả đều hoan hô. Ai có thể nghĩ tới, các vương giả trẻ tuổi đại biểu âm phủ khí thế hùng hổ mà đến, sau khi đánh bại thế hệ hoàng kim đến mức quân lính tan rã lại bị một người đánh bại chật vật quay về. Hiện tại, địa vị của Lăng Hàn tăng lên vô hạt, cũng nâng lên độ cao anh hùng cứu thế. Tất cả mọi người đều tin tưởng, chỉ cần Lăng Hàn thành thánh, thậm chí có thể lấy sức một mình giải quyết nguy cơ âm phủ xâm lấn. Bởi vậy, dư luận trên tinh võng rất vang dội, yêu cầu tất cả đế tộc mau chóng thực hiện lời hứa của mình, tranh thủ thời gian lấy ra tài nguyên tu luyện giúp Lăng Hàn mau chóng đột phá thánh vị. Đám đế tử Yến An Minh cũng chỉ nhắm mắt mời Lăng Hàn vào thành, chỉ có bình ổn phong ba. Lăng Hàn cũng không có vào thành, trong đó có thánh nhân thất tinh thậm chí là bát tinh tỏa chấn, vạn nhất không biết xấu hổ phục kích hắn, khi đó hắn thật sự gặp nạn. Không được khinh thường, hắn chỉ là tôn giả tam tinh, chiến lực cũng chỉ sánh ngang thánh nhân nhị tinh, hơn nữa. Bên trong thành tổ vương tràn ngập khí tức đại đế, trận pháp thánh cấp không có tác dụng gì, Hắn cũng không muốn mình và hầu ca đều nằm tại đây. Lăng Hàn không vào thành, mấy người Hàn Vân cũng không bức bách, sau khi nói vài câu liền rời đi, bọn họ trở lại bên trong thành Tổ Vương. Hiện tại, đánh nhau cùng cấp đã không ai có thể thắng Lăng Hàn. Cho nên, muốn thành đế, vậy thì chỉ có một cơ hội, chính là nhân thời điểm Lăng Hàn hiện tại vẫn chỉ là tôn giả mà đột phá trước. Muốn thành đế, tất nhiên muốn từ tôn giả đi đến thánh nhân, lại từ thánh nhân đến chuẩn đế, từ chuẩn đế bước ra một bước cuối cùng trở thành đại đế vô địch thiên hạ. Cho nên, chỉ cần đột phá trước Lăng Hàn, thành tựu chuẩn đế trước tiên, hoàn thành nhảy ra một bước cuối cùng, như vậy cho dù Lăng Hàn nghịch thiên thì thế nào? Một thời đại, thiên địa chỉ cho phép một người thành đế. Nhất là sau trận chiến này, đế tử bị kích thích nên đi khổ tu. Lăng Hàn chỉ đi lại gần thành tổ vương, trải nghiệm khí tức đại đế cũng có thể trợ giúp hắn thật nhiều. Chờ đợi hai ngày sau, đinh thụ tới. Hắn người phần cảm khái, hắn đã bỏ qua cơ hội giao thủ với đám người dương dịch hoàn, từ đó một mình lăng hàn chiếm hết danh tiếng. Không lâu sau đó, bọn người tỉnh Hạo Nhiên, Thủy Thanh Sưởng đều tới thành tổ vương, nơi này đáng giá mọi người tới đây du lịch. Thủy Nhất cũng chạy tới, hắn đề nghị bá chủ nguyên thế giới NSU bọn họ nên tụ tập lại với nhau. Mọi người lập tức đồng ý, thương lượng một chút, quyết định ba ngày sau sẽ tụ tập uống rượu bên ngoài thành tổ vương. Sau đó chính là cạnh tranh đế vị tàn khốc, dù Lăng Hàn yêu nghiệt vô song, nhưng thành tựu đế vị từ trước đến nay không phải ai mạnh nhất mới cuối đến cuối cùng, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Có thể nói, bảy người bọn họ mới là người tranh đoạt đế vị mạnh nhất. Ba ngày sau, Lăng Hàn và Trì Mộng Hàm, Hầu Ca, Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long cùng đi gặp bọn họ. Hắn không phải người tới đầu tiên, nhưng cũng không phải người cuối cùng, những người tới trước bắt đầu đàm luận võ đạo. Lăng Hàn cũng dung nhập vào trong đó, tất cả đều nói chuyện với nhau. Chỉ chốc lát, phá thiên đến lần này bảy đại bá chủ nguyên thế giới đã tới sáu người chỉ còn thiếu thủy thanh xưởng nhưng thủy thanh xưởng cũng không có trễ nàng đến đúng giờ ước định không sớm một phút không muộn một giây ha ha lần trước mọi người gặp nhau là việc cách đây bao lâu rồi tới 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 không nói việc khác uống trước đã mọi người nâng chén đều là bá chủ nguyên thế giới giữa bọn họ có thân mật khó nói rõ cạn thời điểm đang uống rượu lăng hàn lại kinh ngạc phát hiện Thân thể của hắn đang phát sáng. Bang, 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 một cột sáng phóng lên trời, phân biệt đến từ hắn và đám người đinh thụ bọn. Mỗi bá chủ nguyên thế giới đều tỏa sáng, việc này làm mọi người chấn kinh, cường giả sợ nhất là cái gì? Mất khống chế, vì sao thân thể của mình lại đột nhiên phát sáng? Điều này có ý nghĩa gì? A, à, ân, a, à, bọn họ đều ngạc nhiên, chỉ thấy bảy cột sáng đan vào nhau, giống như muốn liên hệ với thân thể của bọn họ từ đó bọn họ mơ hồ nhìn thấy nguyên thế giới của người khác bảy người đều có một loại cảm giác bọn họ tuyệt đối không phải không có liên quan giống như tất cả nguyên thế giới là một thể nó chỉ bị chia tách ra mà thôi a à, trước kia bọn họ cũng tụ tập cùng nhau vì cái gì chưa phát sinh biến hóa như vậy là bởi vì thực lực của bọn họ bước vào thánh cấp sao hiu 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 bên trong thành tổ vương từng thánh nhân lao tới thật nhanh đương nhiên bọn họ nhìn thấy cột sáng đan vào nhau bọn họ tò mò đi ra xem xét tình huống một chút. Khi bọn họ nhìn thấy bảy người lăng hàn phát sáng thì không hiểu xảy ra việc gì. Đường đường thánh nhân lại chơi siếc ngây thơ như thế. Oanh, đúng lúc này, bảy cột sáng hóa vào một thể và sông lên bầu trời, lại đánh thẳng vào thiên mẫu tinh. Một việc kinh người xuất hiện, đại địa giống như bị rút ra, từng tầng đất bị đánh tan, từng vách tường xuất hiện. Sau khi vỏ đại địa rút đi tới mức nhất định, một lối vào hiện ra. Lần này, tất cả mọi người trợn mở nhìn xảy ra chuyện gì, trên thiên mẫu tinh có bí cảnh hay sao? Trường 5061, đế tàng, bảy người lăng hàn ngạc nhiên, tất cả những thứ này đều vượt qua khả năng khống chế của bọn họ. Cột sáng phát sinh là tự động, căn bản không phải bọn họ chủ động gây nên, mà càng không nghĩ đến chính là, cột sáng đan vào nhau lại mở ra bí cảnh trên thiên mẫu tinh. Sau khi lối ra xuất hiện, cột sáng trên người bảy người lăng hàn cũng ảm đạm, cuối cùng không hề phát sáng bảy người đều ngạc nhiên vì cái gì bọn họ mở ra bí cảnh này giữa bọn họ có liên hệ nhưng có quan hệ gì tới nơi này a à, nơi này lại có một bí cảnh trước đó cũng không có phát hiện đế tử đều kinh hô bọn họ chọn xây dựng thành tổ vương tại nơi này như vậy khẳng định đã dò xét kỹ càng sau đó có thể bảo đảm nơi này tuyệt đối không có thứ gì khác nhưng mà bây giờ lại xuất hiện là lực lượng gì bảo vệ nơi đây hơn nữa còn giấu giếm được bọn họ ngay cả thánh nhân cũng không nhìn thấu Chẳng lẽ, có người phát ra kinh hô, vị đại đế kia, càng nhiều người cùng kêu lên, trên thiên mẫu tinh có truyền thuyết, nơi này từng xuất hiện đại đế, nhưng rốt cuộc là người nào thì không kiểm tra được, bởi vì việc này đã sớm chôn vùi trong lịch sử dài rằng rạc. Nhưng bây giờ, vách tường bí cảnh mở ra, chẳng phải làm người ta suy nghĩ miên man bất định. Mọi người đang trà sát tay vào nhau, nếu như nơi này thật có đại đế di tàng, như vậy nó có ý nghĩa quá lớn. Một là thiên mệnh sở hướng, hai là đại đế di thừa quá quý giá, nói không chừng có thể cải biến vận mệnh một người không có đế tộc truyền thừa đối ứng nói rõ có đế kinh có thể học đế kinh đấy một vị đại đế tổng kết lĩnh ngộ đại đạo từ đó tiến hành theo chất lượng mà truyền thừa xuống người bước vào tiên đồ đều có thể tu luyện có người nói nếu có thể đọc hết đế kinh trong thiên hạ cho dù không thành đế cũng thành thánh nhân mạnh nhất quét ngang thiên hạ hơn nữa vạn nhất còn có đế binh thì sao đế binh vô chủ suy nghĩ một chút cũng làm trái tim người ta đập thình thịch lúc này không ai kiêng kỵ bảy người lăng hàn làm sao mở ra bí cảnh chủ ý của bọn họ đều bị đế kinh đế binh hấp dẫn đi ánh mắt bọn họ tỏa sáng bố trí thành tổ vương trên thiên mẫu tinh hiện tại lại mở ra bí cảnh chẳng phải là nói bọn họ đạt được trời cao chiếu cố vô ý thức đạt được tạo hóa to lớn mọi người nhao nhao đi vào thông đạo lăng hàn và đám người đinh thụ nhìn nhau nói các vị có lẽ ngày hôm nay chúng ta phát hiện ra lai lịch chân chính của mình đấy ân sáu người đinh thụ đều gật đầu bọn họ đến từ nguyên thế giới mà nguyên thế giới lại đối ứng với một khối thần thạch nhưng mà thần thạch đến từ đâu thiên địa dựng dục lúc ban đầu lăng hàn quả thật cho rằng như thế cho tới bây giờ bảy người cộng minh lại hư hư thực thực mở ra đại đế di tàng việc này thật không bình thường bọn họ tuyệt đối có quan hệ với đại đế nhưng mà cuối cùng là vì cái gì nhất định phải đi vào tìm tòi bảy người xuất phát mấy người hầu ca cũng theo sau nơi này vô cùng có khả năng là bảo tàng đại đế có ai ngu xuẩn không lấy một đoàn người tiến vào lối đi rất dài nhưng tốc độ của thánh nhân nhanh cỡ nào bọn họ nhanh chóng đi tới trước cửa ra vào chỉ thấy phía trước xuất hiện một loạt bậc thang thông hướng lòng đất bọn họ nhanh chóng đi xuống sau khi đi vài bước lại xuất hiện lối rẻ bọn họ tiếp tục hướng xuống bọn họ đi suốt nửa giờ cuối cùng phía trước đã không có thang lầu nơi này là một quảng trường to lớn ngẩng đầu nhìn bởi vì là dưới đất nên không nhìn thấy tinh không nhưng đỉnh chóp cách xa mặt đất ít nhất ngàn trượng dù sao bọn họ đã đi xuống thật lâu những người tiến vào trước đều tập trung tại đây trừ thánh nhân ra còn có số ít tôn giả giáo chủ những người đặt ở đâu cũng là cường giả nhưng mà ở chỗ này mỗi người đều vô cùng cẩn thận nếu như nơi này đúng là đại đế bố trí thánh nhân thì như thế nào vẫn có thể vẫn lạc như cũ bọn họ cẩn thận từng ly từng tí tiến lên vào lúc di tới cuối quảng trường chỉ thấy chỗ đó có một gốc đại thụ tán cây của nó bao phủ phạm vi ngàn trường. Nếu như chỉ lớn, mọi người sẽ không đặt trong lòng, bên ngoài có rất nhiều đại thụ lớn hơn thế nhiều. Nhưng mà, cây đại thụ này lại tỏa sáng, mặc dù không phải rất sáng nhưng nơi này rất tối, bọn họ có thể xem nó như cây đuốc. Đây là cây gì, tại sao chưa từng gặp qua? Mọi người từ từ đến gần, nếu như đây là đế tàng, gốc cây được trồng tại đây sẽ không phải phàm phẩm. Khi bọn họ tới gần, những điểm sáng kia lóe sáng giống như biến thành sao băng tấn công bọn họ. Thật nhanh, thánh nhân còn phản ứng qua, kịp thời dùng quy tắc hộ thuẫn, nhưng tôn giả, giáo chủ không có phản ứng nhanh như thế, bọn họ bị tia sáng đâm xuyên qua thân thể. Những điểm sáng này bay vòng trở lại, lại về tới thân cây. ba 3333, ba, 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 những người bị tia sáng đâm xuyên qua người đều ngã xuống đất, tất cả mất đi sinh cơ. Cái gì, tất cả mọi người chấn kinh, điểm sáng này là cái quỷ gì, tại sao xuyên qua thân thể thì chết người. Lăng hàn vận chuyển nhãn thuật nhìn sang, chỉ thấy đó là từng con côn trùng. Côn trùng thật lợi hại, có thể miểu sát tôn giả. Vừa rồi côn trùng tấn công hắn nhưng không thể xuyên phá phòng ngự của hắn, hiển nhiên, đám côn trùng này lợi hại thì lợi hại, nhưng còn không có đột phá ngưỡng cửa thánh cấp. Cho nên, đám côn trùng này là cấp bậc bán thánh. Một hai con không có gì, nhưng số lượng nhiều như thế này thì kinh khủng. Đếm một chút, ít nhất có hơn vạn con, những côn trùng cấp bậc bán thánh kết đội tấn công, cho dù là thánh nhân cửu tinh cũng phải quay người bỏ chạy. Tạm tránh mũi nhọn A. Không đúng, Lăng Hàn lập tức lắc đầu, nếu như đám côn trùng này đều là bán thánh, đó mới là việc không tưởng tượng nổi. Trên đời này không có bất kỳ thế lực nào bồi dưỡng ra nhiều bán thánh như thế. Chỉ bằng một gốc cây, ha ha, tiên thụ hơn châu bò nữa cũng khó có khả năng. Quét, điểm sáng lại bay ra lần nữa, đám trùng phát động đợt công kích thứ hai. Lăng Hàn xuất trưởng, suy, năng lượng hủy diệt sôi trào. Lúc này, nơi trưởng lực đi qua, điểm sáng bị dập tắt trong nháy mắt đám côn trùng này hoàn toàn không phải đối thủ của lăng hàn tất cả mọi người đều sợ hãi thán phục sau đó phản ứng lại đám côn trùng này mặc dù lực sát thương kinh người nhưng cũng không phải bán thánh chân chính nếu không cho dù lăng hàn nắm giữ chiến lược thánh nhân nhị tinh một kích cũng không thể giết nhiều bán thánh như vậy chỉ có thể nói đám côn trùng này có một loại năng lực đặc thù lực xuyên thấu vô cùng kinh người cho nên mới có thể miểu sát tôn giả nhưng mà bản thân bọn nó lại vô cùng yếu ớt. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người lắc đầu, những tôn giả, giáo chủ chết đi đúng là chết oan. chương năm 1062, Thánh Hỏa Trùng Biết rõ đám côn trùng này chỉ là công kích lực siêu cường, nhưng phòng ngự lại thấp kém rối tinh rối mù, mọi người đều xuất thủ. Lực lượng thánh cấp tàn phá bừa bãi, đám côn trùng này tự nhiên bị xử lý trong nháy mắt. Làm cho người ta kinh ngạc chính là, đám côn trùng này chết trên đất, cũng không có một cái bị chấn nát thành cặn bã. Kỳ thật, sắc ngoài của chúng rất mạnh, lực lượng thánh cấp cũng rất khó phá hủy, nhưng lực phòng ngự lại cực thấp, lực chấn động đủ để rào sát nhục thân yếu ớt của chúng. Mọi người phát hiện mánh khóe, loại côn trùng này quả thực chính là đại biểu lực công kích siêu cường, tốc độ cực nhanh, giáp xác siêu dày nhưng nhục thân vô cùng yếu ớt, hơi chịu lực chấn động đã chết. A, à, bản thánh nghĩ ra rồi, đây là một loại côn trùng trong truyền thuyết. Có một tên lão thánh nhân đột nhiên vỗ tay một cái, nói: Đây là thánh hỏa trùng cái tên này rất chuẩn xác, nắm giữ lực sát thương bán thánh nhưng lại phát sáng giống đom đóm. T, nghe lão thánh nhân nhắc nhở, có mấy lão thánh nhân khác cũng khiếp sợ lao tới thi thể đám côn trùng. Mọi người đầu tiên là sướng sờ, nhưng có thể làm cho thánh nhân thất thố, hiển nhiên đám trùng thi kia rất chân quý. Bởi vậy, đâu để ý mọi việc, tất cả mọi người đều lao vào đội ngũ thu thập. Mặc dù số lượng thánh hỏa trùng nhiều nhưng chúng rất nhỏ, chỉ lớn như quả đấm, cho nên chúng nhanh chóng bị thánh nhân chia cắt không còn, cuối cùng chúng có thể làm được gì cuối cùng có người hỏi đúng vậy dùng chúng làm gì các ngươi đúng là bại gia tử một lão thánh nhân cảm khái nói hắn là thủy nguyệt thánh nhân của bích lạc đế tộc đã là cấp bậc tứ tinh nói bên trong thánh hỏa trùng thiêu đốt chính là thánh hỏa đấy mặc dù chỉ có một tia nhưng đề luyện ra vẫn có trợ giúp chúng ta lớn lao càn thiên thánh nhân của huyết diễm đế tộc cũng nói đừng nhìn chỉ có một tia thánh hỏa nhưng thánh nhân muốn tiến lên trước một bước thật sự quá khó khăn cho nên một tia thánh hỏa cũng vô cùng chân quý lại nói nơi này có hàng vạn con thánh hỏa trùng nha nếu toàn bộ bị một người chiếm lấy sẽ có thể tiến thêm một bước nguy rồi sau khi trùng hậu chết thánh hỏa sẽ dập tắt khi đó một tia cũng không có tác dụng hàn vân nhìn trùng thi trong tay hắn ảo não hô to mọi người cũng nhao nhao xem xét thu hoạch của mình lúc này không cảm ứng được lực lượng thánh hỏa ai phí công kích động một hồi lang hàn lại không có để ý thứ nhất hắn còn không phải thánh nhân hắn không có nhu cầu cần thiết với thánh hỏa thứ hai hắn có lòng tin không mượn ngoại lực vẫn có thể tiến nhanh trong thánh nhân cho nên hắn chỉ nhìn chằm chằm vào gốc đại thụ vì sao thánh hỏa trùng lại nghỉ lại trên đại thụ còn nữa thánh hỏa trùng trưởng thành như thế nào mặc dù thánh hỏa trùng cũng không phải sinh linh thánh cấp chân chính thậm chí còn chưa tới bán thánh nhưng mà chúng có thể có được lực sát thương cấp bậc bán thánh hơn nữa còn có một tia thánh hỏa làm sao có thể bình thường cho được bọn nó dựa vào cái gì trưởng thành không có khả năng trống rỗng xuất hiện, không có lớn lên mà không có gì. Cho nên, gốc cây này tất có chỗ thần kỳ, Lăng Hàn quan sát thân cây, lá cây, hắn không nhìn ra cái gì. Người có thể thành thánh đều thông minh, bọn họ đều quan sát đại thụ, cố gắng nhớ lại tư liệu từng đọc và tiến hành so sánh. Nhưng thật lâu sau, không có người nói chuyện, một đống người nghiên cứu hồi lâu, thậm chí có người còn cố ý ra ngoài bảo người trên tinh võng nghiên cứu, mời toàn bộ người trong vũ trụ nghiên cứu. Mấy người Lăng Hàn cũng thảo luận Thánh hỏa trùng trưởng thành phụ thuộc vào gốc cây này như vậy, bọn nó hoặc là ăn lá cây, hoặc là hấp thụ nhựa cây. Cho nên, bên trong đại thụ khẳng định có chất dinh dưỡng mà chúng cần. Như vậy, đôi mắt đám người lăng hàn, đinh thụ sáng rực, bọn họ xuất thủ lấy một nhánh cây, mang theo vài miếng lá cây. Mặc dù mọi người đều nghiên cứu, không hài lòng biện pháp phá hư của đám người lăng hàn, nhưng thứ nhất lăng hàn chỉ hái nhánh cây nhỏ, thứ hai, mấy người lăng hàn cũng quá mạnh, ngay cả thế hệ hoàng kim cũng không muốn đi trêu chọc, bởi vậy bọn họ chỉ nhìn thêm vài lần cũng không có người nói chuyện đám người lăng hàn hái lá cây xuống nghiên cứu tỉ mỉ cũng không có thu hoạch nhìn lại nhánh cây giống như cũng không có gì đặc biệt a à, phương hướng chúng ta nghiên cứu là sai lầm sao phá thiên cau mày nói lăng hàn suy nghĩ hắn dùng lửa đốt nhánh cây oanh nhánh cây bắt đầu cháy sáng ngọn lửa này đinh thụ hầu ca đại hắc cầu khiếp sợ bởi vì trong lửa mang theo thánh lực khốn kiếp đây là thánh hỏa làm sao có thể chứ? Chỉ có thánh nhân mới có thể thiêu đốt thánh hỏa, đây là thánh nhân thụ. Không có khả năng, mặc dù tiên dược thánh cấp chân quý, nhưng số lượng cũng không tính là quá ít, gốc cây sinh ra thánh hỏa. Người tu thành tinh rồi, Thủy Thanh Sưởng vội vàng thổi tắt ngọn lửa. Đây là phát hiện của bọn họ, không thể để người khác biết, nếu không, bọn họ muốn cướp đại thụ sẽ bị người khác liều mạng ngăn cản. Thánh hỏa có thể gia tăng tu vi của bọn họ, phải biết, Cơ hội thành đế đã mở ra, ai có thể thành đế không chỉ cần thiên phú, còn xem ai đi xa hơn. Bởi vậy, ai có thể độc chiếm cây đại thụ này, tận lực hấp thu thánh hỏa, nói không chừng sẽ một đường đi trước người khác. Bọn họ lặng lẽ tiến lên, với thực lực của bọn họ, chỉ cần chặt gốc cây và mang đi, ai có thể ngăn cản. Vào lúc này, đám người lang hàn đều ăn ý với nhau, chờ bọn họ cướp đoạt cây đại thụ này, sau đó lại phân chia cho nhau. Chậm rãi, bọn họ đi tới dưới đại thụ, nhưng mà còn không có đợi bọn họ xuất thủ, đột nhiên một người chạy tới, lớn tiếng nói. Mới vừa nhận được tin tức, một vị lão thánh nhân cửu tinh nhận ra cây đại thụ này, đây là thánh hỏa thụ, thiêu đốt thân cây sẽ hình thành thánh hỏa. Lúc này tất cả thánh nhân đều đứng lên, sau đó, ánh mắt của bọn họ nhìn sang đám người lăng hàn. Ai, dám người này muốn ăn mảnh một mình, hắc hắc, nếu những người khác cũng biết đến đại thụ chân quý, bọn họ khách khí làm gì. Đinh thụ xuất thủ đầu tiên, hắn tiến lên muốn nhổ đại thụ. Ngươi dám, lập tức, thánh nhân khác nhau nhau xuất thủ tấn công đinh thụ. Đám người lăng hàn, hầu ca, thủy nhất cùng tiến lên ngăn cản. Bọn họ ăn ý không cần phải nói, đinh thụ đoạt bảo, bọn họ chặn đường, đến lúc đó lại chia nhau. Nếu như nội chiến lúc này, chỉ sợ thu hoạch sẽ nhỏ bé không đáng kể. Oanh, lập tức, đại chiến bộc phát, những người ở đây đều là thánh nhân A, chiến lực tỏa ra khủng bố vô biên. Trường 5063, đốt gây, kinh người chính là, Nơi này cũng kiên cố đến đáng sợ, mặc cho lực lượng thánh cấp xung kích thế nào cũng không làm được gì. Mọi người càng tin tưởng đây là thủ đoạn của đại đế. Ban đầu bọn họ cho rằng đây là bí cảnh đại đế, nhưng khi đó thiếu chứng cứ, nhưng bây giờ, bọn họ đã tin tưởng không nghi ngờ. T, gốc cây ở trước cửa là thánh hỏa thụ, như vậy bảo tàng đại đế chân chính kinh người cỡ nào. Mọi người ra tay đánh nhau, đây là vì lợi ích của mình, ai cũng toàn lực ứng phó, muốn thu thánh hỏa thụ vào túi của mình. Ở trong đó, thậm chí có một vị thánh nhân bát tinh. Bát tinh đấy, tuyệt đối là châu bò, gần như vô địch thiên hạ. Nếu là lúc khác ai cũng cấp mặt mũi cho hắn, nhưng mà, hiện tại, nhưng không có một người nào khiêm nhường. Dựa vào cái gì mà nhường cho ngươi? Lại nói, ngươi châu bò có thể đồng thời áp chế tất cả thánh nhân. Trên lý luận mà nói, có 3-4 tên thánh nhân là có thể đền bù chiến lược một tinh tranh lệch. Nói cách khác, một vị thánh nhân bát tinh ít nhất chỉ cần 3 tên thánh nhân thất tinh có thể ngăn lại mà thánh nhân lục tinh thì cần 9 tên, thánh nhân ngũ tinh cần 27 tên. Cho nên, mặc dù tuyên hỏa thánh nhân tu vi bát tinh cũng không thể ra sức chân áp mọi người. Lại nói, còn có một thứ ảnh hưởng tới thắng bại. Thánh khí, thánh khí vừa ra, thực lực mỗi tên thánh nhân đều có tăng lên, cho nên chiến lược tranh lệch chiến lược với tuyên hỏa thánh nhân cũng thu nhỏ lại. Oanh, 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 lực lượng thánh cấp tàn phá bừa bãi, quy tắc nở rộ như mưa bão. Đám người lăng hàn liên thủ, thực lực bọn họ vô cùng nổi bật. Nhưng mà, ai ở gần thánh hỏa thụ nhất sẽ trở thành công địch, dù đám người lăng hàn yêu nghiệt hơn nữa cũng chỉ là thánh nhân nhất tinh, làm sao chịu nổi một đám thánh nhân tam tứ tinh oanh tạc. Hỗn chiến vô cùng kịch liệt, số lượng thánh nhân quá nhiều, nếu không dọn bãi sẽ đánh nhau thật lâu. Nhưng các đại đế tộc đều không thèm để ý, bởi vì đã phát ra tin tức, chờ lão thánh nhân trong tộc xuất thủ. Thánh nhân cử tinh trình diện, lúc cần thiết còn mang theo đế binh, còn sợ không trấn áp được sao. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ an tĩnh lại, từ từ thương thảo xem làm sao phân chia thánh hỏa thụ. Đương nhiên, hiện tại nếu có thể thu nó thì bọn họ sẽ độc hưởng. Tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị đá ra ngoài. Lăng Hàn dùng thần thức truyền âm nói, đúng vậy, làm sao bây giờ? Tiểu Thanh Long sầu mi khổ kiểm, mặc dù hắn cũng là con của đại đế, nhưng lão tử của hắn đã sớm chết, lại không có đế binh truyền thừa, hắn không có thế lực cường đại chống đỡ, cho nên hắn rất dễ tổn thương. Tiểu Hàn Tử, người dùng quỷ ảnh bộ nấp đi trộm đi đại hắc cầu nghĩ kế, Lăng Hàn lập tức trợn mắt, trộm cái rắm, hiện tại ba động chiến đấu kịch liệt như vậy, tùy ý một đạo cũng có thể làm ta lộ diện. Ách, chuyện này lại không thể thực hiện được, hầu ca không nói gì, hắn chỉ phụ trách chiến đấu, thời điểm cần động đầu óc thì hắn giao cho người khác. Lăng Hàn nói, không bằng, một mồi lửa đốt nó đi, mọi người đều hấp thu thánh hỏa, có bao nhiêu thì bao nhiêu. Mặc dù bởi như vậy, mọi người đều thu được thánh hỏa, nhưng dù sao cũng tốt hơn thánh nhân cửu tinh đế tộc chạy tới, từ đó bọn họ không có chút xíu thu hoạch nào. Lại nói, đây chỉ là bắt đầu, kế tiếp còn có bao nhiêu bảo vật. Một khi bọn họ đuổi ra, nào có cơ duyên cho bọn họ. Tiểu tử ngươi còn chưa bước vào thánh cấp, không hấp thu được thánh hả. Đại hắc Cầu lập tức nói, đây là tác hại lớn, nguyên nhân Lăng Hàn không chiếm được một chút chỗ tốt nào. Không sao, Lăng Hàn tự tin cười một tiếng. Không đợi Đại hắc Cầu khuyên, Lăng Hàn đã dùng thần niệm đốt gốc đại thụ. Nhưng đốt nhánh cây đơn giản, Gốc đại thụ này quá lớn, hắn cần tiêu hao rất nhiều. Thần hồn của Lăng Hàn đã sớm đạt đến hoàn mỹ, hiện tại lại phí rất nhiều sức đốt gốc đại thụ kia. Bởi vì hắn cũng không phải thánh nhân chân chính, nếu không, có thánh hỏa trợ giúp, đốt đại thụ dễ hơn nhiều. Đốt cho ta!" Lăng Hàn hét lớn một tiếng, oanh, niệm lực hóa thành từng tia lửa đốt cháy thánh hỏa thụ. Cái gì? Thánh hỏa thụ bốc cháy? Các thánh nhân giật mình, bọn họ lập tức đình chiến, tất cả ngồi xuống hấp thu thánh hỏa nguyên nhân là khi đại thụ bốc cháy sẽ đốt nhanh như gió hiện tại không ai có thể dập lửa cho nên biện pháp duy nhất chính là hấp thu thánh hỏa cho bản thân sử dụng hầu ca chỉ mộng hàm đại hắc cầu đã sớm chuẩn bị bọn họ trực tiếp rút thánh hỏa lúc này toàn trường không ai đứng trừ lăng hàn lăng hàn vẫn là tôn giả thánh hỏa không có tác dụng với hắn mà trừ hắn ra các giáo chủ tôn giả khác đều bị thánh hỏa trùng giết hắn không có lãng phí thời gian chờ bọn họ hắn đi tới lối khác trên quảng trường hắn đi trước một bước lang hàn cười một tiếng hắn không chiếm được chỗ tốt từ thánh hỏa hắn có thể đi trước một bước hắn nhanh chân đi vào trong thông đạo lối đi này rất tối cũng dài đằng đẵng đi bên trong lang hàn nghe thấy tiếng bước chân vang dội đi rất lâu phía trước rộng rãi sáng sủa lần nữa đó là quảng trường nhưng lần này trên quảng trường không có đại thụ phía trước lại là một tòa cung điện sừng sững đây là hành cung của đại đế khi còn sống sao lang hàn đi tới hắn thấy cánh cửa đóng chặt Hắn đưa tay đẩy, cánh cửa từ từ mở ra, âm thanh giống như lịch sử tái hiện nhân gian, tiếng mở cửa rất lớn. Khiêm Tốn mới được, Lăng Hàn nhanh chân đi vào cung điện. A, à, Lăng Hàn ngửa đầu, thấy đỉnh chóp của cung điện bị đánh thủng. Đây là chuyện khó mà tin nổi, tại sao nơi ở của đại đế lại bị đánh thủng? Là ai to gan như vậy, lại cường đại như vậy? Dù cung điện đại đế không có trận pháp đại đế bảo vệ, nhưng lâu dài tắm rửa khí tức đại đế, có lực lượng gì có thể đánh thủng? chẳng lẽ là đế tộc nào đó mang theo đế binh tới? Lăng Hàn suy đoán, nếu không phải đế binh, căn bản không làm được điểm này. Nhưng đó là đế tộc nào mà to gan lớn mật như thế? Lăng Hàn thu hồi ánh mắt, hắn tiếp tục đi tới. Nhưng nơi này tràn đầy vết tích chiến đấu, tạo thành phá hư cực kỳ nghiêm trọng. Lăng Hàn thử công kích vách tường, chương 5064, đế tượng, quả nhiên, kiến trúc nơi này rất kiên cố, hơn nữa, trôi qua nhiều năm như vậy, khí tức đại đế đã biến mất không ít, cho nên, cung điện năm đó còn kiến cố hơn nhiều. Những vết tích đánh nhau này hẳn là thánh nhân lưu lại. Chẳng lẽ, đế tộc nào đó mang theo đế binh, xuất động tất cả thánh nhân trong tộc, thừa dịp vị đại đế này không có mặt mà tấn công nơi đây? Lăng Hàn vừa đi vừa suy nghĩ, có lẽ đây là lịch sử kinh người, có đế tộc dám tấn công nơi ở của đại đế. Nói ra cũng không có ai tin, cho dù thừa dịp đại đế không có mặt mà cưỡng ép công phá nơi này, nhưng không sợ đại đế sau đó tính sổ sao. Hoặc là nói, sau khi đại đế chết đi, bọn họ đánh vào nơi này. Ân, nguyên nhân sau có tính khả thi lớn nhất, nếu không đúng là bất khả tư nghị. Lăng Hàn tìm kiếm trong cung điện, nhưng nơi này phá hư quá lợi hại, chỉ còn có giàn khung cung điện mà thôi, hắn khó tìm ra đồ vật hoàn chỉnh để chứng minh thân phận của đại đế. Sau khi ra khỏi cung điện, chỉ thấy phía trước có một quảng trường, nhưng mà quảng trường này cũng không phải trống không, có một pho tượng đá đứng sừng sững, nhưng mà không trọn vẹn đã không có bộ phận từ cổ trở lên tượng đá này rất cao lớn cao khoảng trăm trượng rất rõ ràng là nam nhân có thể thấy rõ ràng hắn mặc trường bào dù chỉ là một tòa pho tượng nhưng lại tỏa ra khí chất xuất trần là đại đế kia sao lăng hàn ngửa đầu nhìn đáng tiếc pho tượng không có đầu hắn không nhìn ra cái gì pho tượng cái này có bộ phận khác nhưng thiêu đi cái đầu không thể không làm cho người ta hoài nghi đây là cố ý gây nên lăng hàn thu hồi ánh mắt lẩm bẩm nói có người cố ý không cho người khác đoán được thân phận của đại đế hay người này hận đại đế thấu xương, cũng không muốn nhìn thấy tượng đá. Hắn đi tới dưới pho tượng, hắn đưa tay đi chạm vào, lập tức, vài hình ảnh xuất hiện trong đầu hắn. Đây là hình ảnh chúng sinh triều bái. Lúc trước, vô số tín đồ tụ tập tại đây và tế bái tượng đá, nguyện lực chúng sinh ngưng tụ, xuyên qua ức vạn năm tháng vẫn chưa diệt. Tín ngưỡng lực, lang hàn gật gật đầu, làm hắn buồn bực chính là, tín đồ quá thành kính, bọn họ không dám ngẩng đầu lên, bởi vậy, Lăng Hàn không thể thông qua hình ảnh nhìn rõ tượng đá, làm ta gấp muốn chết. Lăng Hàn thu tay về, hắn cảm nhận được tín ngưỡng lực mà lắc đầu cảm thán. A, à, hắn kinh ngạc, nguyên nhân khi hắn thu tay lại, tín ngưỡng lực không biến mất, mà là ngưng bám vào tay của hắn. Cổ quái, tín ngưỡng lực chỉ có thánh nhân mới có thể vận dụng, dù Lăng Hàn yêu nghiệt, nhưng cảnh giới không đạt tới thì làm sao vận chuyển? Giống như dùng tay vớt nước, tay ngươi lớn nhưng không chứa được nước. Nhưng bây giờ Lăng Hàn lại là cảm ứng được liên hệ giữa mình và tín ngưỡng lực không biến mất, thậm chí hắn có thể vận dụng. Thử một chút, Lăng Hàn xuất trường, oanh, nguyện lực chúng sinh ra trì, hắn xuất ra một kích mang theo 30 đạo 7 sao quy tắc và một đạo quy tắc bát tinh hiển hiện. Nói cách khác, được sự giúp đỡ của tín ngưỡng lực, chiến lực của Lăng Hàn tăng thêm một tinh. Sách, khó trách thánh nhân đều thu thập tín ngưỡng lực, dù chính mình có thể tự đốt thánh hỏa nhưng cũng phải bồi dưỡng tín đồ. Gia tăng chiến lực thật lớn, thế nhưng mà, rõ ràng chỉ có thánh nhân thân nạp quy tắc mới có thể vận dụng tín ngưỡng lực vì cái gì ta cũng có thể lăng hàn dẫn động vị diện trong cơ thể hắn là bá chủ nguyên thế giới hắn vừa vận dụng lập tức đã dẫn phát vạn dân triều bái từ đó hóa thành tín ngưỡng lực tinh thuần nhưng mà lăng hàn phát hiện chiến lực của hắn không tăng lên dù chỉ là một chút xíu cho nên hắn không thể dùng tín ngưỡng lực vừa rồi ta phát huy bởi vì tượng đá này lăng hàn lại chạm vào tượng đá tâm niệm vừa động hắn tay lên quả nhiên có một quy tắc bát tinh. Sau lần này, hắn phát hiện quan hệ giữa mình và tượng đá mạnh hơn, giống như giữa hai bên có một cây cầu kết nối với nhau. Cũng chính vì như thế, sau khi hắn lui vài bước cũng có thể vận chuyển tín ngưỡng lực. Hiện tại ta có thể khẳng định, ta có liên hệ với đại đế này. Rốt cuộc là ai, chẳng những là ta, còn có đám người đinh thụ. Lăng Hàn nhức đầu, rốt cuộc là liên hệ như thế nào? Suy nghĩ một hồi, hắn tiếp tục đi trên quảng trường, so với phía trước cung điện, Quảng trường này nhỏ hơn rất nhiều. Trên quảng trường có hàng rào trúc, đầu tiên là một vườn rau nhỏ, sau đó là căn nhà ba gian. Hiện tại, vườn rau đã sớm hoang phế, cỏ dại cũng không mọc. Lăng Hàn đẩy hàng rào trúc ra, xuyên qua vườn rau, hắn đi vào trong căn nhà. Nơi này thật bình thường, tất cả đều bình thường. Lăng Hàn đi một vòng, hắn phát hiện còn có một hậu viện. Hắn đi vào, phát hiện hậu viện này xây dựng võ trường cỡ nhỏ, có một hố cát lớn. A, à, Lăng Hàn sững sờ bởi vì hắn đột nhiên nhìn thấy thân ảnh một đứa bé đi qua người. Hắn khiếp sợ nhảy dựng lên, gặp quỷ rồi, hắn hiện tại có thực lực cỡ nào tương đương thánh nhân. Cho dù như thế, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một người, hắn không sợ hay sao. Nhưng mà, Lăng Hàn lập tức giật mình, đó không phải là người, là ảo ảnh. Tiểu hai tử đi vào hố cát, bắt đầu luyện võ. Lần tập luyện này cần mấy canh giờ, thẳng đến khi mặt trời lên đến cao mới có tiếng nói vọng ra. Thái Vũ, ăn cơm chưa? đứa bé kia lập tức thu hồi quyền cước sau đó trở về phòng thời điểm đi qua lăng hàn đột nhiên tiểu hài dừng lại hắn nhìn thoáng qua vị trí của lăng hàn trong mắt sinh ra ngờ vực sau đó lại cất bước đi vào chẳng lẽ nhìn thấy mình nhưng mà đây là ảo ảnh không biết bao nhiêu năm trước người trong ảo ảnh chỉ đang hồi ức làm sao có thể phát hiện hắn chứ hắn rung động đại đế chỉ có đại đế mới nắm giữ thần thông người thường không thể tưởng tượng nổi nơi này xuất hiện một tiểu viện vô cùng bình thường Chẳng lẽ không kỳ quái sao? Nhưng mà, nếu như đây chỉ là nơi ở của đại đế khi còn nhỏ thì bình thường. Lăng Hàn lại tiến vào phòng, lần này, hắn kinh ngạc phát hiện dáng vẻ căn phòng đã thay đổi. Ách, phòng vẫn là phòng đó, trang trí, đồ dùng trong nhà đều mới hơn trước, hơn nữa trên bàn có hai người một lớn một nhỏ đang ăn cơm. Người nhỏ là tiểu hài luyện võ, mà lớn chính là nữ tử mỹ lệ, nhìn nàng chưa tới 30, thỉnh thoảng còn gắp đồ ăn cho tiểu hài, bên trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Mẫu thân, chúng ta mời vị đại ca ca kia ăn cơm được không? Lúc này, tiểu hài lại nói, chương năm 1065, tuổi thơ của đại đế. Lăng hàn giật nảy mình, mình bị phát hiện, nữ tử kinh ngạc, nói, Thái Vũ, người đang nói cái gì thế? Bên kia có một đại ca ca đang đứng, tiểu hai tử chỉ vào lăng hàn, ách, lăng hàn thở dài, đại đế chính là đại đế, dù là hình ảnh ký ức nhiều năm trước, thế mà vẫn bị hắn nhìn thấy rõ ràng. Người châu bò, nào có đại ca ca gì, ngoan ngoãn ăn cơm, nữ tử ôn nhu nói, chờ phụ thân ngươi về, sẽ có thịt hầm cho ngươi ăn. Ân, tiểu hài dùng sức gật đầu, trong mắt mang theo vui vẻ. Sau khi ăn cơm xong, tiểu hài lại đi luyện võ, hiển nhiên hắn nhìn thấy lăng hàn nhưng không nói gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời điểm gần trạng vạng tối, một tên nam tử thất tha thất thiểu chạy tới, vừa vào cửa, bành, hắn đã ngã xuống đất. Minh thông, nữ tử vội vàng lao tới đỡ nam tử dậy, lăng hàn thấy rõ ràng, trên ngực nam tử có vết thương rất sâu đây là hình ảnh ký ức lang hàn cũng không cách nào cảm giác khí thức của nam tử không thể đoán ra tu vi đối phương nhưng từ nhất cử nhất động của đối phương hẳn còn chưa tiến vào tiên đồ Phạm nhân bị thương nặng như vậy chỉ sợ sẽ phải chết trương gia phát hiện ta ta mang theo bọn họ đi vòng trong núi tạm thời thoát khỏi bọn họ người tranh thủ thời gian mang theo thái vũ đi nam tử trầm giọng nói không chúng ta cùng đi nữ tử vội vàng nói phụ thân tiểu hài cũng nghe thấy động tính, hắn đình chỉ luyện võ, chạy tới. Ta chỉ làm liên lụy các ngươi, không cần quản ta. Nam tử nói, vì thái vũ, ngươi nhất định phải đi. Minh thông, nước mắt của nữ tử rơi như mưa. Mặc dù tiểu hài không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cảnh này làm hắn biết đại sự không ổn, gấp đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng. Đúng lúc này, nơi xa có động tĩnh truyền đến. Lăng Hàn nhìn ra xa, chỉ thấy có một đội nhân mã chạy tới. Không còn kịp rồi, nam tử cắn răng nói, ra sức chống thân thể, nói. Ta liều mạng với bọn chúng, nữ tử lại cắn răng, nàng nói với hài tử, huyền thái vũ, đáp ứng mẫu thân, người lập tức trốn xuống gầm giường, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được đi ra. Mẫu thân, đáp ứng mẫu thân, được, tiểu hài nhẹ gật đầu, hắn vuốt nước mắt trốn xuống dưới giường. Nam tử nhìn về phía nữ tử, trong mắt đầy tiếc nuối, hắn lại hạ quyết tâm. Giết, hai người liền xông ra ngoài hấp dẫn lực chú ý của đám người kia. Rất nhanh, hai phu thê chiến đấu kiệt sức mà chết. Đội nhân mã cũng không rời đi, mà là quay trở về, tìm kiếm trong phòng liền phát hiện đứa bé. Ha ha, còn có một tiểu tạp trùng, nam tử lĩnh đội cười lạnh, đôi phu phụ kia tử chiến không muốn bị bắt, còn tưởng rằng có bảo vật gì, không nghĩ tới còn có một tiểu tạp trùng, vừa vặn mang hắn về. Rút lui, đội nhân mã này rời đi, cũng trói hài tử lên lưng ngựa. Phụ thân, mẫu thân, tiểu hài khóc ròng, hắn vẫy tay với lăng hàn giống như muốn hắn hỗ trợ. Đây chỉ là hình ảnh, đương nhiên lăng hàn lực bất tòng tâm, hắn chỉ trơ mắt nhìn. Ai, tuổi thơ của vị đại đế này rất thảm, cũng không biết hắn thoát khỏi kẻ thù thế nào, đồng thời một đường thu thành đại đế, vô địch một thời đại. Nhưng mà, tuổi thơ đau khổ như thế đã lưu lại vết tích lau không đi, sau khi thành đế hắn mới có thể chém đứt đoạn ký ức này và lưu lại đây. Ai, đại đế cũng có năng lực cực hạn, không có khả năng trở lại quá khứ cứu song thân. Nguyên nhân, hiển nhiên hắn gặp nhiều trắc trở tuổi thơ mới có thể thành đế, bằng không hắn sẽ đi con đường khác, như vậy hắn không có khả năng thành đế. Đã như vậy, cần gì thay đổi quá khứ? Đây là quy luật nhân quả, chính là đại đế cũng không cách nào cải biến. Vị đại đế này tên là Huyền Thái Vũ, Lăng Hàn gật gật đầu, biết rõ tên thì dễ làm, sau khi đi ra ngoài liền tìm kiếm vết tích lưu lại. Đi, hắn đang muốn rời đi, nhưng trái tim lại đập mạnh, dường như mình sinh ra liên hệ với căn nhà. A, à, hắn phát hiện, đột nhiên có một tảng đá xuất hiện lại là tảng đá, hắn nghe rằng nguyên thế giới là tảng đá, mà nguyên thế giới khẳng định có liên hệ cực sâu với huyền thái vũ, hiện tại lại có khối đá xuất hiện, chúng có liên hệ gì với nhau? Tại sao lại là tảng đá? Lăng Hàn đi qua, hắn xem xét tỉ mỉ, tảng đá kia bề ngoài xấu xí, vô cùng bình thường, nhưng mà, Lăng Hàn có thể bảo đảm, trước đó trên bàn tuyệt đối không có tảng đá này. Có thể nói, đây là đại đế tặng cho, đại đế tặng cho, sẽ bình thường sao? Lăng Hàn nhìn một hồi, hắn đưa tay dò xét khi tay của hắn chạm vào tảng đá lập tức có vài hình ảnh xuất hiện đó là hình ảnh chiến đấu đáng sợ nhưng hình ảnh chấp động quá nhanh hắn căn bản không phát hiện nhân vật chiến đấu là ai chỉ có thể xác định song phương chiến đấu đều vô cùng cường đại là huyền thái vũ chiến đấu với đối thủ sao rất nhanh tốc độ lưu động của hình ảnh này chậm lại nhưng mà lang hàn cũng bỏ lỡ hình ảnh trước đó hắn không có cách nào biết được trong đó truyền đạt tin tức gì nhìn một hồi lăng hàn liền phát hiện hình ảnh này đã đảo ngược hẳn là hình chiếu chiến đấu cả đời của huyền thái vũ hiện tại huyền thái vũ còn ở cấp đại đế hắn không ngừng đi các ngóc ngách của vũ trụ dường như đang tìm kiếm cái gì tốc độ của đại đế quá nhanh một chân bước ra đã có thể đi tới bất cứ nơi hẻo lánh nào cho dù đi biên giới vũ trụ cũng dễ dàng lăng hàn liền nhìn thấy huyền thái vũ đã từng đi qua biên giới vũ trụ chỗ đó có một vực sâu tối tăm cũng không biết sâu bao nhiêu nhưng thời điểm Huyền Thái Vũ muốn đi vào lại có tia sáng bay ra, nó nhanh đến mức đại đế cũng không thể ngăn cản. Huyền Thái Vũ lập tức đuổi theo, nhưng mà hình ảnh tới đây lại biến mất. Có đuổi kịp hay không thì không biết. Sau đó, hắn nhìn thấy Huyền Thái Vũ xé mở không gian, hắn đi tới bình đài, chỉ thấy nơi đó có cánh cửa vô cùng to lớn và tỏa ra khí tức cổ xưa. Hừ, nếu đạp vào tiên đồ có cửa thứ tư nhưng không cho người ta khả năng thông qua, vì sao lại lập? Huyền Thái Vũ lạnh lùng nói hắn xuất thủ đánh nát cánh cửa đá kia. Xeo, huyền thái vũ rời đi, hình ảnh lại thay đổi. Lăng Hàn giật mình, nguyên nhân là vì cánh cửa kia quá quen thuộc. Không phải cánh cửa tiên môn thứ tư hay sao, thì ra cánh cửa bị huyền thái vũ làm hỏng, bằng không thì chẳng có ai có thể vượt qua viễn cổ tiên môn. Thật châu bò, chương năm 1066, giao ra đế kinh và đế binh. Lăng Hàn sinh lòng cảm khái, hắn có thể tu hành tới độ cao này phải cảm tạ huyền thái vũ. Đầu tiên, nguyên thế giới cùng một nhịp thở với huyền thái vũ không có nguyên thế giới lăng hàn không thể đánh vỡ cực hạn tiếp theo bình cảnh đầu tiên của tiên đồ là viễn cổ tiên môn hắn nhờ huyền thái vũ đánh vỡ nếu không phải như thế chỉ sợ không ai có thể thông qua cửa thứ tư huyền thái vũ cũng đã nói thiên đạo đang cố ý khó xử người khác là nhiệm vụ không thể hoàn thành việc này không quan hệ tới thiên phú nghị lực mà là không có cách nào hoàn thành cho nên huyền thái vũ thành đế đã đánh nát phiến cổ tiên môn. Đây là bước đầu tiên của tiên đạo, cũng là một bước trọng yếu nhất, nếu không thể đặt vững cơ sở vững chắc, làm sao đàm luận xung kích cực hạn. Từ xưa có nhiều đại đế như vậy, cũng chỉ có huyền thái vũ xuất thủ làm việc này, từ điểm đó, lang hàn khâm phục. Đối nghịch với thiên đạo, huyền thái vũ khẳng định sẽ bị phản phệ. Có lẽ, hiện tại thiên hạ không người nào biết huyền thái vũ cũng có quan hệ với thiên đạo, cố ý mai táng thanh danh của vị đại đế này dù sao không có tồn tại vĩnh hằng và truyền thuyết bất hủ hình ảnh lại thay đổi lúc này huyền thái vũ đã không phải là đại đế biến thành thời điểm thánh nhân hắn tranh phong với rất nhiều thiên kiêu cho thấy phong thái vương giả vô địch a à, lăng hàn sướng sờ bởi vì hắn thấy một bóng dáng quen thuộc cát thiên thu đây là vị cường giả thần bí mà hắn gặp được thiên không đảo khi đó lăng hàn là bị tiên thiên thạch linh hấp dẫn thâm nhập lòng đất và gặp vị này cũng bởi vì cát thiên thu Lăng Hàn mới biết được có thái cổ nguyên nê tồn tại, có thể phong bế sinh cơ của người khác và thức tỉnh vào ức vạn năm sau. T. Vị này là người một thời đại với huyền thái vũ. Lăng Hàn lúc này cũng kinh hãi, không nghĩ tới hắn lại nhìn thấy các thiên thu trong trí nhớ của huyền thái vũ. Hơn nữa, các thiên thu còn nói huyền thái vũ là đối thủ mạnh nhất, nguyên nhân trong trí nhớ này, huyền thái vũ giao thủ cùng các thiên thu số lần nhiều nhất, thậm chí cũng không phải lần nào huyền thái vũ cũng thu được thắng lợi. Nhưng người cười cuối cùng lại là Huyền Thái Vũ, cát lão gia tử, Lăng Hàn thì thào trong lòng, nếu lần sau có thể gặp lại, ta phải thỉnh giáo một chút, Huyền Thái Vũ là đại đế của thời đại nào, vì cái gì vị đại đế này có liên hệ không rõ với ta và đám người đinh thụ. Sau đó, hình ảnh càng ngày càng chậm, càng gần thời thơ ấu của Huyền Thái Vũ, ký ức lại càng ít. Rất nhanh, hình ảnh đột nhiên biến mất, Lăng Hàn mở mắt ra, kết thúc, a, à, trên mặt bàn, tảng đá kia đã hóa thành cho tàn, nhưng Lăng Hàn có loại cảm giác trong người hắn có thứ gì đó tan vỡ, dường như sinh ra biến hóa không rõ nào đó. Nhưng loại biến hóa này quá nhỏ, Lăng Hàn không thể nói rõ cái gì, nhưng hắn tin tưởng, nó là một hạt giống trôn xuống đất, chờ thời cơ tới sẽ nảy mầm. Còn nữa, liên hệ của ta đã mạnh hơn, Lăng Hàn huy động bàn tay, chỉ thấy có năm đạo quy tắc bát tinh hiển hiện. năm đạo, bởi vì hắn liên hệ với pho tượng kia mạnh hơn, một ý niệm cũng có thể dẫn động nhiều tín ngưỡng lực, từ đó trợ giúp hắn gia tăng chiến lực. Đáng tiếc, cũng không có đạt được đế kinh cũng không có đế binh lang hàn lắc đầu hình ảnh trước kia quá nhanh chờ hắn nhìn rõ cũng không biết huyền thái vũ trải qua đại chiến gì có cần vận dụng đế binh hay không lại nói đại đế vô địch một thời đại còn cần đế binh giúp đỡ chiến đấu sao đế binh tồn tại càng nhiều là một loại truyền thừa có thể vĩnh cố khí vận một đế tộc bất kể nói thế nào ta cũng có thu hoạch mặc dù hắn tạm thời không rõ đó là cái gì lang hàn ra khỏi tiểu viện thông qua pho tượng tổn hại kia, hắn đã xác định nơi này không có thứ khác. Nếu như ta không tiếc dùng phương thức phá hư rút tín ngưỡng lực ra, ta có thể chiến đấu với thánh nhân cửu tinh, thậm chí chém giết đối phương. Lăng Hàn thì thào nói, có điều cứ như vậy, tín ngưỡng còn sót lại trong tượng đá sẽ mất sạch. Vào lúc hắn rời đi, lúc này, chỉ thấy lượng lớn thánh nhân chạy tới. Là hầu ca, đinh thụ còn có đế tử. Lăng Hàn giật mình, xem ra thánh hỏa thụ đã thiêu đốt xong, cho nên những người này lại bắt đầu thăm dò, Mặc dù thánh hỏa thụ châu bò đến rối tinh rối mù, nhưng mà thánh nhân nơi này cũng quá nhiều, bởi vậy chia ra mọi người đều có tiến bộ nhưng không lớn. Chuyện này không thể làm khác, rồi nhiều mật ít, lang hàn, sau khi nhìn thấy hắn, tất cả mọi người là kinh hô. Hừ, người muốn đi đâu? Yến An Minh lạnh lùng nói. Lăng Hàn cười một tiếng, hắn thản nhiên nói, đó là thái độ khi ngươi nói chuyện với anh hùng hay sao? Anh hùng, Yến An Minh vừa định quát tháo, hắn suy nghĩ lại, đúng thế, thế hệ hoàng kim đều thua đám người dương dịch hoàn, từng bước từng bước thua tinh vực, thẳng đến khi Lăng Hàn đứng ra mới ngăn cơn sóng dữ ngược lại thắng được 27 tinh vực cho dương gian. Công tích như thế quá lớn, so sánh với nhau, Yến An Minh hắn tính toán là cái gì? Thân là thánh nhân nhưng hắn làm được gì cho dương gian? Yến An Minh nghẹn lời, hiện tại Lăng Hàn được thiên hạ sùng bái đạt tới độ cao của chúa cứu thế, thậm chí hắn có thể so sánh với đa gia Phật. Hắn quả quyết không dây dưa với Lăng Hàn, cũng không phải không biết, lăng hàn nổi danh miệng lưỡi sắc bén ngươi đạt được đại đế di bảo đúng không hắn nói hắn vừa nói câu này mọi người đều nhìn hắn dù là thánh nhân thì như thế nào đối mặt với đại đế truyền thừa vẫn cảm thấy kích động không nói thành đế tham khảo đế kinh khác biệt cũng trợ giúp bọn họ đi xa hơn lăng hàn cười ha ha ánh mắt nhìn sang đám người trừ đám người hầu ca đại hát cẩu ra mỗi người đều mang theo tham lam hắn lắc đầu nếu như ta nói không có các ngươi cũng không tin đúng không Nói nhảm, nơi này chính là chỗ ở cửa đại đế, cho dù thế nào cũng có đế kinh và đế binh, mà Lăng Hàn là người đi vào sớm nhất, ai cho hắn rời đi chứ? Cho nên, muốn nói Lăng Hàn không có thu hoạch, có ai tin tưởng? Không có thu hoạch, người đi làm gì? Giao ra đế kinh cùng đế binh, một tên lão thánh nhân mở miệng, ngữ khí mang theo mệnh lệnh. Bởi vì hắn là thánh nhân tứ tinh, hắn có thực lực nghiền ép nên cũng có tư cách hỏi như vậy. chương năm 1067, một đấu mười. Lăng Hàn cười một tiếng, cho dù ta có đế kinh cùng đế binh, tại sao phải giao ra? Thứ nhất, hiện tại là thời kỳ mấu chốt đối kháng âm phủ, đế kinh có thể tăng lên thực lực của mọi người, người không nên ích kỷ như thế, phải đứng trên đại nghĩa. Lão Thánh Nhân nói, thứ hai, người đã có một khối mẫu kim, người có đế binh cũng không có ý nghĩa. Cho dù là đại đế cùng một thời gian mới có thể phát huy toàn bộ uy lực của đế binh, cho nên, nắm giữ hai kiện cũng không thể gia tăng chiến lực, hàm hố có làm được cái gì. Lang Hàn cười to, nói thế, tại sao các ngươi không giao đế kinh ra? Tới đi, dùng ngươi làm gương, tạo phúc cho thiên hạ chúng sinh xem nào. Lần này lão thánh nhân lập tức giận dữ, làm sao có thể so? Đại đế gì thừa ở nơi này là vật vô chủ, đế tộc thì sao? Đây chính là một tộc đàn, nếu giao đế kinh ra đế tộc còn có thể cao cao tại thượng sao? Hơn nữa, đế binh cần tu luyện đế kinh đối ứng mới có thể tu luyện, như vậy đế tộc đã mất đi nội tình mạnh nhất của mình vật vô chủ cùng có chủ có thể đặt chung một chỗ hay sao lăng hàn người không muốn hung hăng càn quấy thật hỗn hào lão thánh nhân quát mắng a à, cùng là giao ra đế kinh ta không giao là hung hăng càn quấy rồi chật 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 ta còn không bảo các ngươi giao đế binh đấy lăng hàn người quá ích kỷ hàn vân cũng đứng dậy nói đây là đại đế truyền thừa cũng thuộc về người trong thiên hạ người lại ích kỷ chiếm thành của mình há không biết thiên hạ vì công không tệ lại có đế tử đứng dậy, nói, Lăng Hàn, trước mặt phải trái, ngươi không thể ích kỷ như vậy. Không nên bị tư dục che mờ đôi mắt, tên đế tử thứ ba cũng đứng dậy, oanh, hầu ca nhịn không được, lấy côn sắt ra múa một vòng, sau đó hắn chỉ vào đám thánh nhân chung quanh. Chân của lão tôn có thể buồn nôn chết đám dối trá các ngươi, đến, kẻ nào muốn đổ của huynh đệ ta, lão tôn sẽ đánh người đó thành thịt nát. Đại hắc Cẩu và Tiểu Thanh Long không nói gì, nhưng bọn chúng lại đứng bên cạnh Lăng Hàn, dùng hành động biểu thị lập trường. Chỉ Mộng Hàm sẽ không lùi bước, nàng cũng đứng bên cạnh Lăng Hàn, trong tay cầm chủy thủ phát ra thánh uy. Nhưng mà, năm tên thánh nhân so với đám thánh nhân trước mặt lại ít tới thương cảm. Đám người đinh thụ lui về sau mấy bước, đây là một loại tỏ thái độ, bọn họ sẽ không xuất thủ với Lăng Hàn nhưng cũng không tương trợ. Ngồi bàn quan, bảo trì trung lập, lấy thân phận của bọn họ, có thể bảo trì trung lập đã là trợ giúp Lăng Hàn, dù sao, cùng là bá chủ nguyên thế giới cho dù bọn họ không có yêu nghiệt như lăng hàn nhưng thực lực cũng hơn xa thế hệ hoàng kim làm sao có thể xem thường hầu ca lão hắc các ngươi lui xuống trước đi lăng hàn quay đầu đối nói với bốn người để ta tới trước chờ gánh không được các ngươi lại đến a à, đám người hầu ca cảm thấy kỳ quái đối mặt nhiều thánh nhân như vậy lăng hàn còn dám đánh một trận nhưng mà bọn họ đều hiểu rất rõ lăng hàn nếu hắn nói như vậy khẳng định là có nắm chắc Tốt, đám người hầu ca lui về phía sau, Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, hắn nhìn thế hệ hoàng kim, thản nhiên nói. Có người nào không phục, đến, ta sẽ thuyết phục kẻ đó. Lăng Hàn, người đúng là ngông cuồng, thế hệ hoàng kim đều giận dữ, một đối một, người đúng là yêu nghiệt, nhưng mà, người chống đỡ mấy thánh nhân tam tứ tinh liên thủ. Hừ, mọi người cùng nhau tiến lên, Hàn Vân vung cánh tay hô lên, lần này chúng ta vì an nguy của dương gian, tuyệt đối không thể dung tha kẻ ích kỷ không giao đế kinh và đế binh kia. Tốt, mấy đế tử khác đều gật đầu, Lăng Hàn bật cười, ra mặt dày các ngươi thật dày, giết, Hàn Vân dẫn đầu, bảy đế tử đã liên thủ giết tới. Dầm dầm dầm, công kích thánh cấp thật đáng sợ, hai ba chiêu đã có thể phá hủy tinh cầu, nhưng mà, nơi này chính là đại đế bí cảnh, có đạo tác đại đế hóa thành phòng ngự, căn bản không phải lực lượng thánh cấp có thể đánh xuyên. Bởi vậy, chỉ thấy năng lượng trong không gian sôi trào, mỗi một đạo lực lượng đều có thể tùy tiện xé nát tinh cầu nhưng không thể ảnh hưởng tới nơi đây. May mắn nơi này đều là thánh nhân, bằng không dư âm quét qua cũng làm người dưới thánh nhân phải chết. Lang Hàn rất mạnh, 30 đạo quy tắc thất tinh đan vào nhau, có thể địch lại ba đạo quy tắc bát tinh, tương đương với chiến lực thánh cấp tam tinh, lại thêm năng lượng hủy diệt, chiến lực của hắn có thể đạt tới tứ tinh. Nhưng mà, đám người Hàn Vân cũng không yếu, mỗi người đều có thể đánh ra hai đạo quy tắc bát tinh, lại thêm thánh khí trợ giúp, chiến lực cũng dễ dàng đạt tới tam tinh, cho nên một đối một, bọn họ không ai là đối thủ của Lăng Hàn. Bảy đấu một, đúng là mất mặt, như lúc trước đã nói, tranh lệch chiến lực một tinh cần 3 đến 4 tên thánh nhân để đền bù, cho nên bảy tên thánh nhân liên thủ, tương đương với trang lên chiến lực hai tinh. Ngũ tinh đấu tứ tinh, Lăng Hàn rơi vào hạ phong. Còn tốt, Lăng Hàn còn nắm giữ Phượng Dực Thiên Tường, thân pháp này quá trâu bò, cho dù bị bảy thánh vây công, hắn cũng có thể tránh thoát dễ dàng. Bởi vậy, mặc dù chiến lược lăng hàn không bằng nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Cũng mặc kệ nói thế nào, hắn vẫn lâm vào thế yếu. Phượng Dực Thiên Tường không hổ là thân pháp đệ nhất thiên hạ. Nếu có được, thật nhiều người đỏ mắt, đây chính là chân hoàng đế thuật, truyền thừa từ thiên địa, châu bò đến rối tinh rối mù. Nếu không lăng hàn đã bị đánh chết từ lâu, thánh nhân khó giết được xây dựng trên cơ sở chạy trốn. Lăng Hàn còn không có lấy ra hỗn độn cực lôi tháp, nguyên nhân là vì không cần chỉ là bảy thánh không đủ tạo thành uy hiếp lên hắn, cho nên tự nhiên không cần vận dụng chuẩn đế binh. Đối phó loại người ích kỷ như vậy, không cần nói quy củ cái gì. Lại có một tên đế tử nói, sau đó hắn không biết xấu hổ lấy ra thánh khí, gia nhập chiến đoàn. Không sai, vì thiên hạ, chúng ta mang tiếng xấu thì thế nào? Tên thế hệ Hoàng Kim thứ 9 giết tới, tin tưởng người hậu thế sẽ lấy chính danh cho chúng ta. Tên thế hệ Hoàng Kim thứ 10 cũng gia nhập chiến đoàn. 10 đánh 1, lần này, Lăng Hàn có thân pháp đệ nhất thiên hạ cũng khó tránh thoát. Dù sao hắn chỉ là tôn giả, cũng không phải thánh nhân chân chính. Hắn khó khăn lắm mới tránh được, nhưng không gian lưu cho hắn càng ngày càng nhỏ. Đám người Hàn Vân lấy đạo tắc phong tỏa không gian, không ngừng áp xúc không gian hoạt động của Lăng Hàn. Thời điểm Lăng Hàn không thể trốn tránh cũng chỉ có thể ngạnh kháng các đế tử, mà lấy sức một mình đi đối kháng 10 thánh nhân, kết quả còn phải nói gì nữa sao? Chỉ mộng hàm lo lắng, hai nắm đấm đã siết chặt. Đệ muội không cần lo lắng. Đại Hắc cầu cười nói, tiểu hàn tử chưa bao giờ đánh một trận không nắm chắc cho nên, người yên tâm đi. Kỳ thật chỉ mộng hàm cũng tin tưởng lăng hàn, nhưng nhìn thấy tình hình chiến đấu kịch liệt như vậy, nàng vẫn không nhịn được lo lắng. Mấu chốt là, lăng hàn dựa vào cái gì lật bàn. chương năm 1068, đánh nát các ngươi. Không thể không nói, lăng hàn sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Thời điểm giáo chủ đã có thể quét ngang tôn giả, mà thành tôn lại có thể ngang hàng với thánh nhân, yêu nghiệt đến rối tinh rối mù. Cho nên, dù hiện tại Lăng Hàn rơi vào hạ phong, hơn nữa mọi người cũng hoàn toàn nghĩ không ra hắn làm sao lật bàn, chỉ cần hắn còn không có nhận thua, mọi người không dám xác định cái gì. Có lẽ hắn sắp sáng tạo kỳ tích, nhưng mà, hắn thật sự không có át chủ bài. Đây chính là đại đế bí cảnh, căn bản không có khả năng vận dụng địa mạch, nói cách khác, việc này đã phế đi thực lực trận đạo mạnh nhất của Lăng Hàn. Cho nên, mọi người vắt hết óc cũng không nghĩ ra thứ giúp Lăng Hàn lật bàn lần này hắn thật sự không có cách nào mười đại thánh nhân không ngừng tăng áp lực phải nhanh chóng giải quyết lăng hàn thứ nhất là vì mau chóng đạt được đại đế bảo tàng một nguyên nhân khác là mười thánh nhân đánh một tôn giả nhưng không thể đánh thắng thật nhanh việc này cũng đủ mất mặt lăng hàn người nên ngoan ngoãn nhận thua đi hàn vân cười nói hiện tại hắn có cảm giác nắm tất cả trong tay nói không chừng còn có thể nhân cơ hội xử lý lăng hàn nghĩ đến khả năng mê người này trong lòng hắn sinh ra sát cơ Lăng Hàn lắc đầu cười một tiếng, các ngươi cho rằng ta dùng toàn bộ chiến lực hay sao? Hắn vận chuyển tứ cực trụ, lập tức chống đỡ không gian chung quanh. Trong tứ cực trụ của hắn, hắn chính là vương giả thống trị tất cả. Ông, hắn kinh ngạc phát hiện, lần này vị diện trong cơ thể càng phối hợp với tứ cực trụ, sinh linh lực không ngừng rót vào gia tăng uy lực của tứ cực trụ. Trước kia không có, chẳng lẽ đây là hiệu quả của khối đá kia sao? Sau khi bị hắn hấp thu liền không có một chút xíu động tính, biến hóa không thể cảm ứng được, nhưng hiện tại, Lăng Hàn có thể khẳng định đây là công hiệu của tảng đá kia. Oanh, 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 công kích đánh tới không thể đánh tan không gian do tứ cực trụ tạo ra. Các thánh nhân đều im lặng, bọn họ đều trải qua tứ cực cảnh, tự nhiên biết rõ tứ cực trụ có thể ra chỉ chiến lực hoặc phòng ngự. Nhưng mà Lăng Hàn cũng quá kinh khủng, trực tiếp biến thành lĩnh vực tuyệt đối, ngay cả thánh nhân cũng không thể công phá, việc này càng làm bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói bọn họ, Lăng Hàn cũng không nghĩ tới nhưng mà, đối hắn càng cao hứng với biến hóa như thế. Một đám cặn bã, đánh tan các ngươi, lăng hàn cười to, hắn mang theo tứ cực không gian tấn công đám người trước mặt. Oanh, mười thánh công kích đánh tới, công kích của bọn họ không thể đánh tan tứ cực không gian. Đương nhiên, lăng hàn cũng cảm giác được sinh linh lực trong người tiêu hao thật nhạnh. Nhưng người khác lại không biết, bọn họ nhìn thấy lăng hàn hoàn toàn không nhìn mười thánh nhân công kích, bọn họ cảm thấy ra đầu tê dại. Tâm niệm của Lăng Hàn vừa động, hắn mở ra một lỗ hổng trên tứ cực không gian, Hàn Vân liền tiến vào trong đó. Muốn hắn một hơi đem đánh bại toàn bộ 10 thánh nhân, đó là chuyện không có khả năng, cho nên, đã có phòng ngự tuyệt đối, tự nhiên phải tiêu diệt từng bộ phận. Oanh, 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 bên ngoài, chín thánh nhân tiếp tục công kích không ngừng, nhưng đều bị tứ cực trụ ngăn lại, mà trong đó, Lăng Hàn lại đối mặt với Hàn Vân. Tới đi, cho người cơ hội đến đánh bại ta, Lăng Hàn từ tốn nói, hắn tính toán trong lòng, sinh linh lực trong người có thể duy trì 3 phút. Cho nên, hắn còn có 3 phút giả trang bức, hắn cần phải đánh bại Hàn Vân trong thời gian này. Chút lòng thành, Hàn Vân ngây người, tại sao tình huống lại biến thành như thế? Đơn độc đối mặt Lăng Hàn, hắn làm sao có thể thủ thắng? Rõ ràng bốn phía đều là đồng bạn, tại sao hắn lại cảm thấy cô độc? Cạn bã vô dụng, Lăng Hàn cười lạnh một tiếng, giết tới. Bành, hắn có chiến lực cỡ nào, ban đầu đã mạnh hơn Hàn Vân, hiện tại hàn vân lại hoàn toàn mất đi chiến ý cho nên càng không thể ngang hàng với hắn chỉ mấy chục chiêu mà thôi hàn vân đã bị hắn đánh không có sức hoàn thủ lại muốn tiếp tục đánh hắn hẳn phải chết không nghi ngờ bởi vì hắn căn bản không thể đột phá tứ cực trụ phong tỏa việc này làm những người khác sợ hãi phải biết thánh nhân khó giết đây là việc tất cả mọi người công nhận cho nên không thể tuyệt sát một vị thánh nhân như vậy tốt nhất đừng đắc tội với người ta nếu bị một vị thánh nhân nhìn chằm chằm mỗi ngày hậu quả vô cùng thê thảm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lang Hàn có thể vây khốn thánh nhân, hắn chỉ là một tên tôn giả, nếu ra hỏa này thành thánh, chẳng lẽ không phải muốn giết thánh nhân nào thì giết hay sao? Người nói, các thánh nhân khác không sợ hay sao? Thánh nhân siêu nhiên, cho dù là thánh nhân nhất tinh cũng hoàn toàn không cần sợ thánh nhân cử tinh, đánh không lại có thể chạy, có đường lui rộng lớn. T, hư, người ích kỷ, còn dám quát tháo, càn thiên thánh nhân hừ lạnh một tiếng, hắn dùng thánh khí đánh tới. Oanh, một tiếng nổ thật lớn, tứ cực trụ bị đánh tan vỡ. Thứ này mặc dù châu bò, nhưng uy năng của nó cũng có cực hạn, dù sao Lăng Hàn chỉ là tôn giả tam tinh. Hàn Vân có thể nói đã trở về từ cõi chết, hắn vội vàng lui vào trong trận doanh đế tộc, lần này, hắn thật sự không dám đối chiến với Lăng Hàn. Lăng Hàn cao mày, lão gia hỏa, người còn biết xấu hổ hay không, tiểu tử khốn kiếp, dám nhục mạ bản thánh, càn thiên thánh nhân vũ động thánh khí tấn công Lăng Hàn thánh nhân tứ tinh lại thêm thánh khí, chiến lực của hắn đạt tới ngũ tinh. Oanh, một kích qua đi, Lăng Hàn bị đánh bay ra ngoài, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Không có cách, về mặt sức mạnh hắn kém hơn quá nhiều. Thánh nhân không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ, càn thiên thánh nhân chiếm ưu thế hai tinh, mặc dù Lăng Hàn tận lực ngăn cản, cũng không thể làm gì. Tứ cực trụ cũng vô dụng, chiến lực tranh lệch quá xa, căn bản ngăn không được một kích của càn thiên thánh nhân. Lần này, Lăng Hàn đã tuyệt vọng. Mọi người đều nghĩ không ra Lăng Hàn còn có át chủ bài gì, hắn đã tới mức sơn cùng thủy tận. Lão thất phu, ánh mắt Lăng Hàn rét lạnh, trước đó hắn vẫn bị đế tộc nhầm vào, lần này hắn càng thay dương gian đoạt lấy 27 tinh vực, có thể nói lập xuống đại công trói mắt. Đế tộc đối đãi hắn thế nào? Nếu các ngươi vô sỉ như vậy, ta sẽ giết các ngươi long trời lỡ đất. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, dẫn động tín ngưỡng lực trong tượng đá vào người hắn. Cút, hắn hét lớn một tiếng, một quyền đánh thẳng vào càn thiên thánh nhân. Khốn kiếp, ngươi lấy dũng khí ở đâu ra thế? Mọi người đều kinh hãi, thánh nhân khó giết cũng không phải để ngươi chơi như vậy. Nhất định phải tự tìm cái chết, thánh nhân cũng có thể chết rất nhanh. Càn Thiên thánh nhân cười lạnh, hắn huy động thánh khí tấn công Lăng Hàn. Nếu Lăng Hàn nhất định phải tự tìm cái chết, hắn cũng không để ý tiến đối phương lên đường. Bành, hai người công kích nhau, cảnh tượng đáng sợ xuất hiện, chỉ thấy thánh khí của Càn Thiên thánh nhân bị đánh vỡ vụn. Cái gì? Lăng Hàn tiến quân thần tốc, hắn liên tục xuất quyền, nắm đấm quấn quanh lấy 30 đạo quy tắc thất tinh còn có 5 đạo quy tắc bát tinh. Trời à, cái này sao có thể? Trường 5069, giết sạch sành xanh. Quy tắc bát tinh, Lăng Hàn lại có thể vận chuyển quy tắc bát tinh. Chờ chút, hắn thành thánh nhân rồi. Không đúng, hắn vừa rồi rõ ràng còn đánh ra tứ cực trụ, hắn vẫn còn là tôn giả. Lại nói, sau khi thành thánh sẽ có thánh hỏa thiêu đốt, tại sao không có chút khí thức nào tỏa ra, nhưng trên người Lăng Hàn, thực sự không có khí thức thánh nhân. Muốn nói Lăng Hàn là thánh nhân, không ai tin tưởng. Nhưng mà, đã không phải là thánh nhân, vì sao có thể vận dụng quy tắc bát tinh? Hơn nữa còn không phải là một đạo, mà là năm đạo. Oanh, một kích qua đi, càn thiên thánh nhân bị đánh bay, hắn không ngừng phun máu tươi. Thánh nhân tứ tinh đấy, hiện tại hắn không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Lăng Hàn thừa thắng truy kích, song quyền oanh kích, giết giết giết, những ngụy quân tử này sống làm gì? hắn hiện tại tương đương đánh ra tám đạo quy tắc bát tinh, thực lực của hắn hơn xa cản thiên thánh nhân, cho dù đối phương tay cầm thánh khí cũng không địch lại, hắn như biến thành đồ chơi trong tay Lăng Hàn. Việc này làm đám người đinh Thu im lặng, phải biết trước đó Lăng Hàn chiến đám người dương dịch hoàn, hắn cũng không có chiến lực như vậy. Mới qua vài ngày, tại sao thực lực Lăng Hàn lại tăng lên nhiều như thế? Đủ rồi, tuyên hỏa thánh nhân xuất thủ, hắn xuất trưởng ngăn cản Lăng Hàn. Nhưng hắn là thánh nhân bát tinh, đã nắm giữ quy tắc bát tinh nhiều tới 12 đạo, một kích tiện tay của hắn khủng bố cỡ nào. Lang Hàn cũng không dám đón đỡ, hắn vội vàng tránh né, cũng không tự tìm đường chết. Oanh, một kích này như hóa thành sông lớn đánh nát không gian, cũng chia tách hai người ra. Lang Hàn ở một bên, Càn Thiên Thánh Nhân ở một bên khác. Uy lực một kích thật khủng bố, Càn Thiên Thánh Nhân mất hết thể diện, nhưng hắn là thánh nhân thế hệ trước, hắn sống tới mấy chục vạn năm nhưng lại bị một tôn giả suýt đánh chết, hắn còn mặt mũi hay không? tất cả mọi người cảm thán chẳng lẽ lang hàn từ nghịch tập thế hệ hoàng kim đã nhảy sang thánh nhân thế hệ trước rồi phải biết sau càn thiên thánh nhân là tới phiên thánh nhân bát tinh cửu tinh như tuyên hỏa thánh nhân đó là trí cường giả chân chính của đế tộc Người cũng tìm đánh lang hàn nhìn chằm chằm vào tuyên hỏa thánh nhân trong mắt sinh ra sát ý hiện tại hắn không nghĩ lá mặt lá trái cùng đế tộc quá khó chịu hắn muốn giết người tuyên hỏa thánh nhân tức giận đến mức râu tóc dựng đứng nhưng hắn là thánh nhân bát tinh hơn nữa hắn sống bao lâu? Hơn 70 vạn năm, đừng nói thế hệ hoàng kim mới lên cấp thánh nhân, cho dù là cản thiên thánh nhân thấy hắn cũng phải cung kính hành lễ. Bây giờ bị lăng hàn xem thường như thế, tự nhiên làm hắn động sát cơ. Tự tìm cái chết, hắn hừ một tiếng, đưa tay tấn công lăng hàn, nơi này chính là một cái lồng giam, chính là cơ hội tốt giết lăng hàn. Chưa diệt thiên tài trẻ tuổi như lăng hàn, thế hệ hoàng kim có cơ hội thành đế sao? Lão thất phu, ta nhổ hết răng của ngươi. Lăng Hàn khẽ quát một tiếng, hắn mặc kệ đối phương là ai. Đến, hắn liều lĩnh tự tổn rút tín ngưỡng lực trong tượng đá ra. Sau lần này, tượng đá sẽ bị hủy, không cách nào vận dụng được nữa. Nhưng có tín ngưỡng lực như thế gia trì, chiến lực của Lăng Hàn cũng đạt tới tình trạng kinh khủng. Ông, một đạo kim quang xuất hiện bao phủ trên người Lăng Hàn, đan vào thành một kiện chiến giáp. Trên kim giáp xuất hiện rất nhiều phù văn. Hóa, tín ngưỡng lực, trời ạ, à, tại sao có thể có tín ngưỡng lực tinh thuần như thế? thánh nhân tuyệt đối không có cách nào ngưng tụ ra tín ngưỡng lực. Tất cả mọi người kinh hô, từng người như nhìn thấy quỷ. Ta hiểu rồi, ta cũng hiểu rồi, không ít người lập tức gật đầu, trong mắt sinh ra một tia bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Lăng Hàn có thể vận dụng quy tắc bát tinh, bởi vì hắn có tín ngưỡng lực gia trì. Nhưng vấn đề là, không thành thánh, hắn làm sao có thể vận dụng tín ngưỡng lực. Vậy đại khái hắn chính là yêu nghiệt, không không không, trước đó hắn đấu với giám người dương dịch hoàn cũng không vận dụng tín ngưỡng lực, hơn nữa, tín ngưỡng lực này quá nồng đậm và tinh khiết, căn bản không phải thánh nhân có thể ngưng tụ. Đại đế, gia hỏa này thực sự đạt được đại đế truyền thừa. Mọi người không còn hoài nghi, Lăng Hàn khẳng định đạt được đại đế di bảo, nếu không tại sao hắn đạt được tín ngưỡng lực. Bành, tuyên hỏa thánh nhân đánh ra một kích, đánh vào kim giáp bên ngoài cơ thể Lăng Hàn, công kích của hắn không có hiệu quả, lực lượng đều bị kim giáp hấp thu. Lăng Hàn lại đánh ra một quyền, rõ ràng còn cách thật xa, nhưng một tia sáng giống như thần binh đánh thẳng vào tuyên hỏa thánh nhân. Má ơi, mọi người thấy rõ ràng tia sáng này là quy tắc bát tinh tạo thành. Chết hiểu, làm sao ngăn cản, tuyên hỏa thánh nhân sợ hãi tái mặt, hắn thành thánh nhiều năm như vậy, đây là nguy cơ lớn nhất của hắn. 19 đạo quy tắc bát tinh, có thể chém bất cứ thánh nhân nào. Hắn vội vàng trốn, căn bản không dám đón đỡ. Lão thất phu, trốn chỗ nào? Lăng Hàn nhanh chóng truy đuổi, hắn mặc kệ mọi việc, hắn muốn đại khai sát giới các ngươi muốn giết ta, tốt, ta sẽ tiến các ngươi lên đường trước, đế tộc thì như thế nào, giết, tuyên hỏa thánh nhân chạy nhanh, nhưng nơi này có quá nhiều đế tử, hắn làm sao thoát khỏi lăng hàn. Oanh, tia sáng màu vàng do 19 đạo quy tắc bát tinh tạo thành, nó kinh khủng không thể hình dung. Ba, 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 nơi này là đại đế bí cảnh, thánh nhân cũng không cách nào xé mở không gian thoát đi, cho nên bọn họ biến thành cá trong chậu, thế là có vài đế tử bị đánh nổ tung. Đúng, đế tộc thì như thế nào, không thể chết hay sao? đại hắc cầu rêu rao cái này các thánh nhân lập tức bỏ chạy bọn cũng âm thầm nói thầm con chó này đúng là tiện lang hàn suýt nữa bật cười hắn muốn đại sát bốn phương ngươi không nên phá hư bầu không khí như vậy trong nháy mắt tiếp theo hắn lại hóa thành sát thần điên cuồng tàn sát tín ngưỡng lực gia trì hắn gần như vô địch lang hàn ngươi điên rồi chúng ta là chủ lực ngăn cản âm hồn ngươi tàn sát như thế sẽ đẩy dương gian vào chỗ vạn kiếp bất phục còn không ngừng tay các thánh nhân hét lớn bọn họ muốn lấy đại nghĩa bức bách lăng hàn dừng tay lăng hàn cười ha ha thật sự buồn cười buồn cười nói đến chống cự âm phủ xâm lấn các người cộng lại có công tích bằng ta sao mà nói đến tiềm lực tương lai các người có thúc ngựa cũng không thể đánh đồng với ta vừa rồi khi các người động thủ tại sao không đề cập tới âm phủ một đám ích kỷ người sống làm gì toàn bộ đi chết đi lăng hàn thống hạ sát thủ hắn không lưu tình chút nào hắn giết bao nhiêu âm hồn, năng lượng hủy diệt ra trì, trừ đám người đinh thụ ra, ai có tư cách so sánh với hắn. Mà chỉ cần hắn thành thánh, hắn tuyệt đối có thể nắm giữ chiến lược chuẩn đế, đến lúc đó, tất cả thánh nhân cộng lại có tác dụng lớn bằng hắn hay sao? Cho nên, nếu các người không quan tâm đại cục tiêu diệt ta, ta cần gì bó tay bó chân chứ? Chương năm 1070, ngày thánh vẫn, một ngày này, có thể xưng là ngày thánh vẫn, rất nhiều thánh nhân bị lăng hàn xử lý không lưu tình, Thế hệ hoàng kim lại bị giết một lượt, không nhiều người có thể thoát ra tìm đường sống. Lăng Hàn, người sẽ gặp Thiên Khiển, Tuyên Hỏa Thánh Nhân kêu lên. Hừ, các ngươi xứng đại biểu Thiên Đạo. Lăng Hàn giết ra khỏi lòng đất, tín ngưỡng lực không ngừng bộc phát, trên người hắn lại có tín ngưỡng lực hóa thành áo giáp, cho dù là thánh nhân bát tinh cũng không cách nào công phá. Một kích của hắn đánh ra 19 đạo quy tắc bát tinh, cho dù là thánh nhân cửu tinh thì như thế nào, có thể sánh ngang hắn hay không? Vào lúc này Lăng Hàn đã vô địch trong thánh nhân. Chuẩn đế không ra, ai dám tranh phong, thẳng đến khi giết ra khỏi thông đạo, tín ngưỡng lực mới chia cách với Lăng Hàn. Hắn ca hông thể mượn lực, Lăng Hàn không chút biến sắc, trên người hắn vẫn còn tỏa ra kim quang dọa người. Các thánh nhân bị hắn giết sợ hãi không nhẹ, còn có ai dám tiến lên phía trước. Đi, Lăng Hàn thấp giọng nói, đại hắc cầu hiểu ý, Lăng Hàn đã miệng cọp gan thỏ, hiện tại là lúc hư trương thanh thế. Đám tiểu tử, không có kẻ nào biết đánh nhau, cẩu ra không chơi với các ngươi. Hắn xé mở không gian, mọi người chuẩn bị rút lui. Hô, thấy bọn họ muốn rời đi, các thánh nhân đều thở ra một hơi. May mắn, mình còn sống, nhưng chỉ trong nháy mắt bọn họ tỉnh ngộ, khốn kiếp, với tính cách của Lăng Hàn, trong tình huống chiếm ưu thế tuyệt đối, hắn sẽ chạy sao. Cho nên, chỉ có một khả năng, đó chính là Lăng Hàn đã nỏ mạnh hết đà, chiến lực không có khả năng tăng phúc như trước. Nhưng đã xé mở hư không, đám người lăng hàn đi vào trong, bọn họ muốn tiến lên ngăn cản. Khốn kiếp, đây chính là thành tổ vương, lại bị lăng hàn giết đến mức người ngã ngựa đổ, chiến dịch này chết hơn 30 thánh nhân, hơn nữa phần lớn là thế hệ hoàng kim. Đây là khái niệm gì? Thế hệ hoàng kim là tộc nhân thiên phú châu bò nhất đế tộc hiện tại, đừng nhìn hiện tại chỉ là nhất tinh, nhưng chỉ cần cho bọn họ thời gian, tương lai cơ bản có thể đạt tới cấp độ bát tinh cửu tinh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bị lăng hàn kém chút xiết sạch sành xanh, gần như không còn mấy người lần này thật sự kết tử thù nhưng mà bọn họ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lăng hàn rời đi cho nên bọn họ đã tức điên lên tiểu bằng hữu tạm xin dừng bước một giọng nói vang lên a à, lăng hàn sướng sờ hắn vừa muốn rời đi cũng dừng lại cát thiên thu cát tiền bối lăng hàn nhìn sang bên cạnh chỉ thấy hư không xé mở có một lão giả đi ra không là cát thiên thu thì là ai ha ha chính là lão đầu tử Cát Thiên Thu mặc áo gai thô, nhìn hắn cực kỳ đơn giản. "Lăng Hàn, đại hắc cầu thúc dục, đừng nói thánh nhân cửu tinh lúc nào cũng có thể xuất hiện, chỉ đám thánh nhân hiện tại cũng đủ giết bọn họ rồi." Lăng Hàn cười cười, "Không sao, dựa vào Cát Thiên Thu là ai? Là người tranh phong với đại đế, dù cuối cùng không thể thành đế nhưng hắn vẫn mạnh tới mức kinh người, ít nhất thánh nhân cửu tinh không có chạy thoát khỏi tay của hắn. Cho nên, lão gia tử gọi hắn lại sẽ nhìn hắn bị vây công hay sao?" nghe lăng hàn nói như vậy đám người hầu ca đều ngừng lại bọn họ tin tưởng lăng hàn lăng hàn nhìn về phía cát thiên thu chủ động nói cát tiền bối tới đây vì huyền thái vũ huyền đại đế hay sao hắn không biết phong hào của huyền thái vũ hắn chỉ có thể lấy họ xưng hô cát thiên thu tươi cười người quả nhiên đạt được huyền thái vũ di thừa kỳ thật cũng không có cái gì lăng hàn nói đàng hoàng chỉ có một khối đá mặc dù cường hóa nội thế giới và gia tăng cộng kinh với tứ cực trụ gia những thứ khác đều là tư liệu lịch sử nhưng cái sau không thể gia tăng thực lực của hắn cát thiên thu thở dài lão đầu tử biết rõ nếu ngươi có thể được y bảo vật gì đó mới là chuyện không bình thường a à, có lẽ lão gia tử biết chuyện xảy ra khi đó tiền bối không biết huyền đại đế thuộc thời kỳ nào Lăng hàn tò mò hỏi nguyên nhân việc này cùng một nhịp thở với hắn lang hàn lớn mật lúc này đột nhiên tuyên hỏa thánh nhân mở miệng hắn dám xem thường đế tộc hay sao ngươi trực tiếp chạy thì ta không có biện pháp nhưng mà hiện tại lại kéo việc nhà ra đây chẳng phải đang tát vào mặt đế tộc hay sao tốt nếu ngươi không đi thì đừng đi nạp mạng đi tuyên hỏa thánh nhân xuất thủ bắt lấy lăng hàn nếu ra khỏi đại đế bí cảnh lăng hàn vẫn là lăng hàn chỉ có chiến lược tứ tinh mà thôi cho dù vận dụng trận pháp thánh cấp cũng không có khả năng ngang hàng với thánh nhân bát tinh như hắn cát thiên thu ha ha thánh nhân không biết tên không cần để ở trong lòng cát thiên thu thở dài vì cái gì luôn có người không thức thời luôn ép lão đầu ta ra tay hắn xuất ra một trường banh tuyên hỏa thánh nhân bị đẩy lui má ơi lập tức tất cả mọi người cảm thấy ra đầu tê dại đường đường thánh nhân bát tinh lại không phải đối thủ của lão giả thần bí thánh nhân cửu tinh ai có thể nghĩ tới một lão đầu vì tiện xuất hiện lại là thánh nhân cửu tinh chứ tuyên hỏa thánh nhân cũng nghe rằng hắn không địch lại một kích này nhưng cũng không có bị thương gì nhưng hắn thật không may lại đụng phải thánh nhân cửu tinh phải biết loại tồn tại này cho dù là đế tộc cũng không phải mỗi nhà đều có hộp lại chỉ có số lượng hai bàn tay mà thôi thánh địa cũng đừng nghĩ trừ phi là loại người như cửu dương thánh nhân khi đó có thể tranh phong cùng đại đế nếu không không có đế kinh trợ giúp có ai tu hành tới cửu tinh chứ cho nên phát hiện các thiên thu lại là thánh nhân cửu tinh việc này mới làm tuyên hỏa thánh nhân giật mình nhưng hắn không phát tác ngược lại là khóe miệng còn nở nụ cười lạnh nguyên nhân, tất cả thánh nhân cửu tinh của đại đế tộc đều chạy tới. Dù là thánh nhân cửu tinh không đến, bốn năm thánh nhân bát tinh liên thủ cũng đủ để đối kháng một vị thánh nhân cửu tinh. Hiu hiu hiu, không gian không ngừng bị xé mở, có từng lão thánh nhân tóc bạc trắng xuất hiện. Những kẻ này thật sự là lão thánh nhân, người sống ít nhất cũng đã hơn 70 vạn năm tuổi, gần tới điểm cuối của sinh mệnh. Nhưng dù còn sống được một vạn năm, đó cũng là thời gian khá dài. Đạo hữu, người có thể đi, một tên thánh nhân cửu tinh nói, hắn là lão thánh nhân của Bách Lý Gia, phong hào tam thủy. Cát thiên thu cười một tiếng, lão đầu tử ta muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, còn cần ai phê chuẩn hay sao? Bá khí, tất cả mọi người thở dài, thánh nhân cửu tinh đúng là châu bò, đối mặt nhiều thánh nhân cao dai như vậy cũng không chút biến sắc. Lăng Hàn thì hiểu rõ, vị này có thể tranh phong với đại đế, hắn có thể không bá khí hay sao? Có thể nói, các thiên thu không thể thành đế, có lẽ không phải thiên phú không bằng, mà là vì vận khí. Tam thủy thánh nhân cao mày, thời gian lùi lại hai ba trăm năm, khi đó đa gia Phật, âm hà chi chủ chưa từng xuất hiện, thánh nhân cửu tinh chính là tồn tại mạnh nhất thiên hạ. Hiện tại, hắn bị khiêu khích, tự tìm cái chết, hắn xuất thủ bắt lấy các thiên thu, hắn xuất một trường bao phủ đám người lăng hàn, đại hắc cầu vào trong. chương năm 1071, chuẩn đế các thiên thu. Thánh nhân cửu tinh xuất thủ kinh khủng bực nào, thời kỳ thiên hạ không đế. Đây tuyệt đối là chiến lược mạnh nhất, một trường có thể đánh nổ cả tinh vực. Ai có thể ngăn cản? Các đế tộc đều cười lạnh, trước đó bọn họ không làm gì được Lăng Hàn, đó là bởi vì Lăng Hàn đã nắm giữ lực lượng thánh cấp, muốn chạy thì chạy, cho dù là thánh nhân cửu tinh cũng ngăn không được. Nhưng lần này, Lăng Hàn lại ngu xuẩn lưu lại, ha ha, cho dù lão già kia là thánh nhân cửu tinh thì sao? Cho dù ngăn cản được thì thế nào, chung quanh còn có mấy thánh nhân cửu tinh, thánh nhân bát tinh đấy. Cho nên hiện tại đoàn người này đã là cá trong chậu chờ chết đi các thiên thu lắc đầu hắn tùy tiện phất tay một cái cút ngôn xuất pháp tùy banh chỉ thấy tam thủy thánh nhân bị một bàn tay đánh bay chỉ trong nháy mắt đã biến thành tia sáng nhỏ và biến mất trong vũ trụ trời ơi trong nháy mắt tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm đây là tình huống như thế nào đây là chiến lược gì ngay cả lam hàn cũng không nghĩ tới hắn đầu tiên là giật mình sau đó mới tỉnh ngộ lão gia tử này chính là chuẩn đế. Bằng không, cho dù thiên phú võ đạo của các lão gia châu bò hơn nữa cũng không thể mạnh như vậy, phải giống như lăng hàn đột phá thánh nhân đã nắm giữ chiến lược chuẩn đế, nếu không, làm sao có thể một bàn tay đánh bay thánh nhân cửu tinh. Đại lão có thể tranh phong với huyền thái vũ, trở thành chuẩn đế có vấn đề gì hay sao? Liền như đa gia Phật, khi đó thế nhưng mà cùng Phật tổ tranh đoạt đế vị, cuối cùng cũng là thành chuẩn đế, thậm chí còn sống thêm đời thứ hai. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh không đều là yên tĩnh chuẩn đế thời điểm thiên hạ không đế đây mới thật sự là trí cường giả đế tộc ha ha cho dù có đế trận và đế binh bảo hộ có lẽ cũng chỉ có thể miễn cưỡng co đầu rút cổ ở bên trong tổ địa hoảng sợ sống qua ngày nha mang theo chữ đế đã đại biểu cho vô địch bái kiến chuẩn đế đại nhân rất nhanh lần lượt có người hành lễ với các thiên thu Phó đạo giới nặng nhất tôn ti thánh nhân thì như thế nào ở trước mặt chuẩn đế chính là cạn bá ngẫm lại đa gia Phật, hắn giết bao nhiêu thánh nhân. Ở trước mặt chuẩn đế, thánh nhân còn không có cơ hội chạy trốn. Càng ngày càng nhiều người cúi đầu hành lễ với các thiên thu, mặc dù bọn họ không biết địa vị cụ thể của vị này, nhưng nhóm người có tham dự thiên không đảo lại biết rõ tin tức của các thiên TH. Các thiên thu tùy ý phất phất tay, lui ra đi, lão đầu tử muốn nói chuyện với lăng tiểu hữu Hắn nói chuyện bình thản, hoàn toàn không có chút kiêu ngạo nào, nhưng hắn đã hiển lộ ra chiến lược chuẩn đế, Hắn nói như ngôn xuất pháp vì, người người đều nghiêm túc tuân theo. Thật sự cho rằng chuẩn đế dễ nói chuyện, người có thể tu thành cảnh giới này, có ai không phải thế hệ sát phạt quyết đoán. Các thánh nhân đều thối lui, nhất là các thánh nhân cửu tinh của đế tộc, bọn hứng thú bừng bừng mà đến, lại xám xịt rời đi, thật sự quá mất mặt. Bọn họ đều cảm thán, lăng hàn khó giết như vậy sao? Lúc trước thánh nhân, tôn giả còn xem thường lăng hàn, đa gia Phật đã biểu hiện ra đối chủ ý với lăng hàn cũng hóa giải vài lần nguy hiểm thay hắn. Phải biết, nếu không phải kiêng kỵ đa gia Phật, bọn họ đã sớm xuất động cao thủ đánh giết Lăng Hàn. Hiện tại thế nào, lại có thêm một các thiên thu, hơn nữa càng hiền lành với Lăng Hàn. Lần này, tất cả đại đế tộc còn dám xuất thủ với Lăng Hàn sao? Tối thiểu, không có khả năng xuất động thánh nhân cao dai đi lấy lớn hiếp nhỏ, nếu không các thiên thu tức giận, một vị chuẩn đế sinh ra sát cơ sẽ khủng bố cỡ nào? Cho rằng đế trận có thể ngăn cản chuẩn đế sao? không có ai biết, thứ nhất số lượng chuẩn đế quá ít, thứ hai đế tộc nhà ai cũng không ngốc, thực đi đắc tội một vị chuẩn đế như thế, cho nên, đế trận có thể ngăn cản chuẩn đế bao lâu, chuyện này không có ai biết. Có lẽ là 10 năm, có lẽ có thể vĩnh viễn, có lẽ chỉ có thể một ngày nửa ngày. Cứ mặc kệ hắn trưởng thành hay sao, nhưng hắn đã giết đế tử ưu tú nhất tộc ta, nhưng mà có biện pháp nào chứ? Các thánh nhân không thể làm gì, trên đời này không có chuyện bị đánh mà không đánh trả, nhưng đánh trả cũng phải giảng quy củ, lấy lớn hiếp nhỏ khẳng định sẽ biến thành chuyện xấu, mấu chốt là thậm chí có hai vị chuẩn đế nhìn chăm chăm vào. Mặc dù đa gia Phật và các thiên thu đều chưa nói gì, có ai sẽ ra tay cứu Lăng Hàn hay không, nhưng mà, chỉ cần thái độ biểu hiện của bọn họ với Lăng Hàn là đủ hiểu, có đế tộc nào dám làm loạn. Vấn đề là, Lăng Hàn quá yêu nghiệt, đánh nhau cùng cấp, ai là đối thủ của hắn. Thậm chí, thánh nhân cấp thấp cũng bị quét ngang, một trận chiến công bằng, đánh lăng hàn thành trọng thương thậm chí đánh chết bảo đảm đa gia phật cùng các thiên thu cũng không có lời gì để nói mà một trận chiến công bằng có hai chỉ tiêu một là cảnh giới tương đương đây là trận che én công bằng còn có một là tuổi tác tương đối tìm ra hay sao các thánh nhân đều lắc đầu lăng hàn cùng giai vô địch thậm chí hắn là vương giả quét ngang vạn thế muốn tìm một người đánh nhau công bằng với hắn thật sự không tìm ra người nào tài nguyên đã nói có cho hay không có thánh nhân nói một câu lời này vừa nói ra các thánh nhân phiền lòng khốn kiếp bắt cóc đạo đức làm hại bọn họ hứa hẹn sẽ cho lăng hàn tài nguyên tu luyện nhưng ra hỏa này vừa giết thật nhiều đế tử của bọn họ còn muốn lấy tài nguyên tu luyện khao thưởng cừu nhân muốn chọc giận hắn điên lên hay sao đương nhiên ban đầu không có việc như thế ai bảo bọn họ là người bị hại cơ chứ nhưng mà hiện tại có thêm các thiên thu đã làm bọn họ xoắn suýt chuẩn đế đấy cho có lão thánh nhân nắm mũi nói lời đã thả ra không có khả năng không cho nhưng tận lực cho ít. Cũng chỉ có thể như thế, sắc mặt các thánh nhân thật khó coi, bọn họ chính là đế tộc, từ trước đến nay chỉ có bọn họ khi dễ người khắc, chưa từng bị uất ức như vậy bao giờ. Không có cách, ai bảo bên phía lăng hàn có chuẩn đế. Lại nói bên phía lăng hàn, các lão gia tử rất tùy ý dạo bước trên thiên mẫu tinh, lăng hàn theo sau, đám người hầu ca, đại hắc cầu thức thời không đi theo. Người có nhiều vấn đề muốn hỏi, đột nhiên lão gia tử nói, lăng hàn thành thật không khách khí gật đầu, hắn thật sự có cất giấu quá nhiều vấn đề người hỏi đi chỉ cần có thể nói ta sẽ nói cho người biết cát thiên thu gật gật đầu đây là việc này cuối cùng cũng có thể tìm hiểu những vấn đề kia nhưng lăng hàn sửng sốt một chút bởi vì hắn có quá nhiều nghi hoặc lúc này không biết nên bắt đầu từ đâu một lát sau hắn mới hỏi vì sao tiền bối vẫn không xuất thủ nếu như chuẩn đế xuất thủ khô lâu thánh bình tĩnh là gì cát thiên thu thở dài đó là bởi vì cân bằng là các tồn tại trong tuyệt địa như âm hà, huyết hải hay sao? Lăng Hàn hỏi, chương 5072, Liễu Tâm Hà. Bạn cần đăng nhập để đọc chương này, nếu có tài khoản đăng nhập tại đây nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây. Chương 5073, 12 tuyệt địa. Không sai, Cát Thiên Thu gật đầu, nói, chúng ta không xuất thủ, bọn họ sẽ không ra tay, đây là một cân bằng yếu ớt, nhưng hiện tại lại không thể đánh vỡ. Lăng Hàn gật đầu, những tuyệt địa chi chủ có thể khu động âm hồn xâm lấn, tuyệt đối không có khả năng vẫn ngồi bàng quan, hiện tại còn chưa tới lúc bọn họ động thủ. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có chiến tranh kinh khủng, dương gian có tồn tại hay không cũng là dị số. Những tuyệt địa chi chủ này có thân phận gì? Lăng Hàn hỏi, Cát Thiên Thu trầm ngâm một lát, chuyện này, kỳ thật lão đầu tử cũng không rõ ràng, nguyên nhân lão đầu tử cũng không có tư cách tham dự vào chiến đấu như vậy. Khi đó, đám người huyết hải chi chủ xâm lấn, lão đầu tử chỉ là thánh nhân, chỉ có huyền thái vũ độc thân nghinh kích. Chờ chút, lang hàn sướng sờ, những tuyệt địa chi chủ trước đây thật lâu đã phát động xâm lấn. Đúng vậy, cát thiên thu gật đầu, lang hàn hơi hỗn loạn, nói, ngay cả đại đế cũng không cách nào giết bọn họ. Xâm lấn là khẳng định đã bình định, nếu không dương gian hiện tại đã sớm không tồn tại nữa, nhưng vấn đề là, đại đế cũng không cách nào giết chết những tuyệt địa chi chủ này, khốn kiếp, đám gia hỏa kia quá châu bò. Đại đế là đại danh từ vô địch, bọn họ có thể trấn áp một thời đại, thẳng đến khi chết giả hóa đạo quy thiên mới thôi. Các thiên thu lắc đầu, thời điểm các tuyệt địa chi chủ xuất chiến, phía sau có tuyệt địa chống đỡ, cho dù tổn thương nặng bao nhiêu cũng lập tức có thể khép lại. Hơn nữa, lão đầu tử khi đó mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng tin tưởng bọn họ đều là chuẩn đế, thậm chí còn kém một tia là có thể thành đế. Tuyệt địa chi chủ như vậy tổng cộng có tới 12 vị, bọn họ mang theo vô số âm thánh cùng vây công huyền thái vũ. Mặc dù, cuối cùng huyền thái vũ đã bình định thiên hạ, nhưng hắn cũng bị thương thế nghiêm trọng, đừng nói không thể sống thêm đời thứ hai, thậm chí sau khi chiến đấu không lâu, hắn không khống chế nổi thương thế đã hóa đạo quy thiên. Lão gia tử nói đơn giản nhưng trong đầu của Lăng Hàn lại hiện ra nhiều hình ảnh chiến dấu. Huyền Thái Vũ đã chết trận, đại đế vô địch thế mà chết trận, nói ra có ai tin tưởng, làm sao có thể tiếp nhận, chuẩn đế đấy, có mang theo chữ đế đều rất châu bò, 12 người có thể đền bù tranh lệch to lớn hay sao. Cho dù là bọn họ có sinh mệnh bất tử bất diệt, hơn nữa, 12 người, Lăng Hàn đếm một chút, hiện tại chỉ xuất hiện 6 tuyệt địa mà thôi, cũng nói rõ còn có 6 tuyệt địa chưa xuất thế. Chờ chút, Dương Dịch Hoàn, Phong Diệu Lăng đối ứng với tuyệt địa nào? Cho nên, hiện tại có 7 tuyệt địa đã xuất thế. Tiền bối, những tuyệt địa chi chủ này có con của đại đế hay không? Lăng Hàn hỏi, bởi vì hắn có thể khẳng định, đám người đế vô cực, đồng minh đều là con của đại đế. Cát Thiên Thu gật đầu, lão đầu tử cũng có suy đoán như vậy, nhưng vẫn không nghĩ ra, rõ ràng thế gian đã có yêu lang đế tộc, hắc quỷ đế tộc truyền thừa, vì cái gì lại xuất hiện tuyệt địa truyền thừa. Còn nữa, thậm chí chuẩn đế còn tạo thành trọng thương với đại đế, ngay cả đại đế cũng không thể trị hết. Lang Hàn vẫn cảm thấy có chút khó hiểu, chẳng lẽ, huyền thái vô khi đó còn chưa củng cố đế vị, cảnh giới không có đạt tới đại đế chân chính. Tiền bối, huyền đại đế thuộc niên đại nào? Lang Hàn hỏi, Cát Thiên Thu cười cười, lo lắng nói, chính là niên đại gần nhất hiện nay. Cái gì? Bỗng nhiên Lăng Hàn nghĩ đến, ngàn vạn năm đã từng bộc phát đại chiến, từ đó lịch sử xuất hiện đứt gãy. Chẳng lẽ, khi đó Huyền Thái Vũ vừa mới thành đế, hắn còn chưa sáng tạo ra đế binh, càng không tạo ra đế kinh, 12 tuyệt địa chi chủ đã phát động đại chiến? Cát Thiên Thu nói, lão đầu tử tin tưởng, nếu lại cho Huyền Thái Vũ thời gian mấy trăm năm, chiến cuộc sẽ có kết quả khác nhau. Lão gia tử thở dài, hắn cảm thấy rất tiếc hận. Hắn và Huyền Thái Vũ là đối thủ cả đời nhưng cũng là bằng hữu cùng chung chí hướng. Như vậy khó trách, chí ít có thể miễn cưỡng giải thích vì sao huyền thái vũ vẫn lạc, vị đại đế này còn không lưu lại truyền thừa. Lăng tiểu hữu thế hệ này phải xem ngươi rồi. Các thiên thu cười híp mắt nhìn lăng hàn, nói, tuyệt địa chi chủ lại ngo ngoe muốn động, lão đầu tử suy đoán, khi đó đánh với huyền thái vũ một trận, bọn họ cũng tổn thương nghiêm trọng, đến nay vẫn chữa thương chưa khôi phục hoàn toàn. Một khi đến lúc đó, cảnh tượng ngàn vạn năm trước sẽ lập lại. Áp lực thật lớn, Lăng hàn cười nói, tiền bối đã là chuẩn đế, hy vọng thành đế hơn xa vãn bối. Cát thiên thu lại là lắc đầu, lão đầu tử đã tranh qua một hồi, khí vận không đứng bên phía lão đầu tử ta, mặc kệ thử bao nhiêu lần cũng khó có khả năng thành đế. Nói như vậy, đa gia Phật cũng không có khả năng thành đế. Bên phía bọn họ có hai chuẩn đế, mà âm phủ có 12 người, đó là tranh lệch xa xôi cỡ nào. Lăng hàn gật gật đầu, hắn nhất định phải thành đế. Cát thiên thu chỉ là chuẩn đế nhưng hắn đã mất đi khả năng tiến thêm một bước, hắn bây giờ có thể làm chính là kiềm chế tuyệt địa chi chủ, không cho bọn họ ra tay với Lăng Hàn, dành cho Lăng Hàn thời gian và không gian trưởng thành. Người đi đi, Cát Thiên Thu nói, lão đầu tử muốn tưởng nhớ bằng hữu cũ. Được, Lăng Hàn trở về hội hợp với đám người hầu ca, sau đó lại quay về cửu dương thánh địa. Sau khi trở về, hắn cũng nói chuyện của Cát Thiên Thu vừa nói, làm cho tất cả mọi người chấn kinh, đồng thời cũng cảm thấy áp lực như núi chuẩn đế nhiều đến 12 người, thậm chí, những chuẩn đế này mạnh tới mức có thể kéo đại đế vẫn lạc. Bắc thiên vực suy yếu lâu ngày, thì ra là do một trận đại chiến giữa huyền thái vô cùng những tuyệt đối chi chủ. Tất cả mọi người giật mình, cấp độ võ đạo của Bắc thiên vực thấp hơn các vực khác, nghe nói đã bắt đầu từ ngàn vạn năm trước, hiện tại đối chiếu với tin tức, hiển nhiên không sai. Nguyên nhân âm hồn xâm lấn ảnh hỏng lớn tới khí vận của Bắc thiên vực, từ đó bị thiên đạo ghét bỏ, tự nhiên võ đạo không hưng thịnh. Chúng ta phải nắm chắc tu luyện, tình thế quá khẩn trương, một khi 12 vị tuyệt địa chi chủ khỏi bệnh, phát động xâm lấn toàn diện, này làm sao làm sao ngăn cản? Lúc trước vì ngăn bọn họ mà một đại đế đã vẫn lạc, hiện tại thiên hạ không đế, chỉ dựa vào hai tôn chuẩn đế thì ngăn cản thế nào? Sau đó còn có tin tức tốt, tất cả đại đế tộc đã lần lượt đưa tài nguyên tu luyện tới. Nhưng trong đó không có thánh hỏa, cho nên đám người hầu ca không đạt được lợi ích. Lại nói, đây là đưa cho Lăng Hàn mặc dù tất cả đại đế tộc đều bất đắc dĩ. Lăng Hàn bắt đầu luyện hóa những tư nguyên này, trong lòng hắn cũng có khó hiểu. Đó chính là thần thạch, các đại đế hóa đạo sẽ không lưu lại thần thạch, hơn nữa thần thạch có thể hóa thành thế giới hay sao? Hơn nữa, tính cả đám người đinh thụ, như vậy có tất cả bảy nguyên thế giới. Cái này rất cổ quái, Lăng Hàn không có nói với các thiên thu, cũng không có thỉnh giáo, nguyên nhân đối phương cũng có khả năng không biết rõ. Trường 5074, Nữ Đế, lăng hàn nhớ lại ban đầu ở trong trí nhớ huyền thái vũ hắn nhìn thấy đối phương đi biên giới vũ trụ bên trong có một tia sáng bay ra ngoài cực nhanh huyền thái vũ đã đuổi theo nhưng có đuổi theo kịp hay không thì hắn không rõ bởi vì tốc độ quá nhanh nên hắn không thể nhìn thấy cho nên có khả năng là khối thần thạch kia hay không lăng hàn cảm thấy hắn cần phải đi tới biên giới vũ trụ một chuyến đương nhiên hiện tại không được hắn và hầu ca thử qua tốc độ thánh nhân vẫn còn quá chậm nhưng mà hắn như thành thánh thì không nhất định. Đi biên giới vũ trụ, một là tìm kiếm bí mật ở nơi đó, thứ hai, vạn nhất đám người đấu chiến thánh hoàng không chết, chỉ bị nhốt ở bên trong, chỉ cần trợ giúp bọn họ là có thể bình định họa 12 tuyệt địa chi chủ chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao. Cho dù chỉ có lăng thiên tổ vương cùng đấu chiến thánh hoàng xuất thế cũng có thể giải quyết dễ dàng. Lăng hàn gật gật đầu, tối thiểu vẫn còn có hy vọng. Hắn chuyên tâm luyện đan, sau đó ăn, có lượng lớn tiền khí gia trì, Tu vi của hắn cũng tăng lên thật nhanh. Sau khi đạt tới Tam tinh đỉnh phong, hắn đột phá tứ tinh rất dễ dàng, hắn cũng không xuất quan ngay, hắn tu luyện đạt tới tứ tinh đỉnh phong và đột phá ngũ tinh mới dừng lại. Bởi vì hắn đã dùng hết tất cả tài nguyên, dù sao, chỉ có Đông Lâm đế tộc bỏ vốn gốc, đưa tới lượng lớn tài nguyên tu luyện, nhưng mà các đế tộc khác chỉ làm dáng mà thôi. Ai, nói tới nói lui, đế tộc vẫn ích kỷ. Lăng Hàn vẫn suy nghĩ, nếu như các đế tộc toàn lực ủng hộ hắn, hắn không nói lấy ơn báo oán tối thiểu ngày sau sẽ không đi tính sổ với bọn họ nhưng mà đế tộc vẫn ôm tính toán nhỏ nhặt với mình ai nói người lăng hàn nhất định có thể thành đế vạn nhất đế tử của bọn họ có thể bước ra một bước trước thì sao lui một bước mà nói còn không phải có đinh thụ thủy nhất không thua kém gì lăng hàn hay sao cho nên nha tại sao cần phải trợ giúp kẻ thù trưởng thành lăng hàn gật gật đầu những đế tộc mất đi hy vọng thành đế đã bắt đầu chuyển sang đầu tư vào đám người đinh thụ Hắn cảm nhận được thời gian gấp gáp, đám người đinh thủ cũng là bá chủ nguyên thế giới, trình độ yêu nghiệt không kém hơn hắn, cho nên có khả năng thành đế rất lớn. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh. Vấn đề là, tôn giả tu luyện nhất định cần tiên khí, mà tiên khí là thứ gấp không được. Mặc dù đông lâm đế tộc hứa hẹn, chỉ cần bọn họ đạt được tiên khí thì sẽ tặng cho lăng hàn, nhưng việc đó cần thời gian. 3 năm, 5 năm hay 10 năm, phải biết, đám người đinh thủ cũng có nguyên thế giới, có tín ngưỡng lực rồi giàu gia trì mà bản thân càng có tư chất nghịch thiên tiến cảnh của bọn họ khi ở thánh nhân sẽ rất nhanh lang hàn bắt đầu chạy khắp vũ trụ hắn đang tìm kiếm tinh cầu thích hợp để bố trí xuống đại trận câu lấy tiên khí hắn cần nhiều đại trận như thế số lượng thu hoạch tiên khí cũng tăng lên thật nhiều trời cao không phụ người có lòng hắn thật sự tìm được một ít cũng bày ra ba cái siêu cấp đại trận cầu thông không gian tầng sâu để lấy rút ra tiên khí nhưng mà không có đế binh làm trận nhãn hiệu suất của hắn không cao hơn nữa cũng rút ra tiên khí phẩm chất cũng không cao. Có dù sao có còn tốt hơn không, hơn nữa Lăng Hàn còn có thể luyện chế cửu hoàng thập diệp đan, khi đó tiên khí sẽ tăng thêm một cấp. Thấm thoát, đã 50 năm đi qua, đám người dương dịch hoàn cũng không có nuốt lời, bọn họ đã sớm giao ra 27 tinh vực, nhưng mà chỉ vài năm qua đi, những tinh vực này đều bị âm phủ đánh hạ, khô lâu thánh binh đi qua nơi này, không ai có thể trở thành đối thủ. Hiện tại, dương gian lại luân hãm khu vực rất lớn có chút đế tộc vì phòng ngừa chu đáo, bọn họ dùng đại năng lực vận chuyển tổ tinh bay về hướng biên giới vũ trụ. Ngược lại không gian to đến kinh người, có quá nhiều nơi thọc sâu để trốn. Đáng tiếc, thực lực thánh nhân cũng có cực hạn, nhiều lắm chỉ vận chuyển một tinh cầu, với quy mô vũ trụ to lớn, bọn họ có thể chơi trốn tìm với âm phủ. Lăng Hàn tu đến tứ cực cảnh ngũ tinh đỉnh phong, hắn cũng dễ dàng đạt tới lục tinh. Tin tức tốt theo nhau mà đến, nữ hoàng, hổ nữ phân biệt thành thánh. Việc này càng làm Lăng Hàn vui mừng chỉ có tiếc núi duy nhất chính là hắn vẫn là tôn giả hắn càng ngày càng rơi lại phía sau nhưng có biện pháp nào chứ tôn giả tu luyện dựa vào tiên khí hắn chỉ có thể từ từ mà thôi không qua mấy ngày đại hắc cầu đột nhiên tới chơi không việc không lên điện tam bảo lão hắc lúc này có chuyện gì lang hàn hỏi hắc hắc chuyện tốt đại hắc cầu nói còn cố ý úp mở không nói ra ngay a à, chuyện gì tốt lang hàn phối hợp một chút đại hắc cầu lại lên tiếng Đoạn thời gian gần đây có một tin tức quan trọng, có đại đế cổ tàng xuất thế. Lăng Hàn không có động dung, không phải sao, chẳng phải trước đó còn đi cung điện của huyền Thái Vũ. Tiểu Hàn Tử, lần này không giống, đại hắc cầu lập tức nói, huyền đại đế không có bảo bối gì, nhưng đại đế cổ tàng này lại khác, chính là đại đế cố ý lưu truyền cho hậu nhân. Vậy nói một chút, Lang Hàn cười nói, vị này đại đế này phong hào thanh trúc, đại hắc cầu nói, truyền thuyết, vị đại đế này là cây trúc bình thường đắc đạo, hơn nữa còn là một vị nữ đế khi đó một thanh trúc kiếm đánh khắp thiên hạ căn bản không người nào có thể tranh phong từ đó nàng dùng tư thái mạnh nhất lên cấp đại đế thanh trúc nữ đế một đời chưa lập gia đình tự nhiên cũng không có hậu nhân ở thanh trúc nữ đế lúc tuổi già thời không hề xuất hiện trên thế gian bởi vậy sau khi nàng hóa đạo cũng không ai biết nàng truyền thừa ở nơi nào thậm chí có truyền thế hay không nhưng theo một thị nữ bên người thanh trúc nữ đế nói Nữ đế lúc tuổi già nhìn thấy tương lai đáng sợ nên không xuất hiện thế gian, nàng đang ứng phó chuyện đáng sợ trong tương lai. Người nói, đây không phải nhằm vào tuyệt địa chi chủ xâm lấn sao. Nghe nói, trong cổ tàng có binh khí nữ đế, đó là thanh trúc kiếm đánh khắp thiên hạ không đối thủ. Nữ đế dùng một đoạn tiết trúc trên người tạo ra, nó là tồn tại vô cùng cường đại trong đế binh. Đại hắc cầu xoa xoa tay, đó nhất định là đế binh chuẩn bị cho cầu ra nha. Lăng Hàn cười một tiếng, cửu dương thánh địa đã không thiếu thánh nhân, thậm chí còn có đế kinh làm truyền thừa, muốn nói không đủ, đó chính là một kiện đế binh. Có đế binh tỏa chấn, khi đó mới là thế lực mạnh nhất thế gian, tiến có thể công, lui có thể thủ. Tốt, chúng ta đi, hắn nói xong liền đi, việc rút tiên khí cần linh thân làm là được rồi. Vậy thì đi nhanh lên, cầu ra nghe nói thật nhiều người đã lên đường. Đại hắc cầu thúc giục, lúc này, lang Hàn cũng mang theo nữ hoàng, hổ nữ, nhưng Tống Lam, cách thánh cấp còn xa, thậm chí đời này có thể vô vọng thánh cấp, Tự nhiên cần lưu lại giữ nhà. Thánh nhân gấp rút lên đường, tốc độ nhanh cỡ nào. Nhưng làm cho Lăng Hàn kinh ngạc chính là, nữ đế cổ tàng lại không nằm ở bốn đại thiên vực, mà là nằm ở hướng biên giới vũ trụ. Chương 5075, phục kích. Bạn cần đăng nhập để đọc chương này, nếu có tài khoản đăng nhập tại đây nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây. Chương 5076, Liễu Tâm Hà. Đương nhiên, nữ đế cổ tàng còn không có đạt tới biên giới vũ trụ mấy người lăng hàn đi nửa tháng là tới nơi nơi này đã sớm không có tinh cầu nhưng mà bây giờ lại có một mặt trời bị dập tắt xuất hiện phía trên mặt trời đã tắt này có một khu rừng trúc lớn mỗi một cây đều cao vạn trượng chúng có màu tím sậm còn có lá trúc màu sắc khác nhau nhìn chúng rất đẹp mặc dù rừng trúc mọc trên mặt trời quá quỷ dị nhưng đây chính là nơi thanh trúc nữ đế truyền thừa mọc ra một rừng trúc cũng hợp lý đi mọi người đáp xuống mặt trời lúc này có uy áp to lớn ập tới đây là đế uy mỗi người đều cảm giác được thực lực của mình bị áp chế thậm chí hắn không thể xé rách hư không ở trước mặt đại đế thánh nhân dám làm càn mọi người đều bước đi trên mặt đất rừng trúc đầy trời mỗi một cây đều tỏa ra hào quang chiếu sáng vũ trụ tối tăm đi tới đi tới mọi người phát hiện bọn họ lạc mất phương hướng đường đường thánh nhân lại đi lạc đây là chuyện khó tin nhưng trên thực tế việc này lại phát sinh khẳng định là thủ đoạn của đại đế chỉ có đại đế mới có thể tùy tiện đùa giỡn thánh nhân trong lòng bàn tay bọn họ bay lên tinh không việc này không khó dừng trúc lại xuất hiện trước mặt bọn đáp xuống lại có cảm giác mất phương hướng mọi người quyết định chia ra hành động nơi này quá lớn hơn nữa phương hướng khó tìm không cần thiết nhiều người tập hợp với nhau bởi vì làm vậy là lãng phí nhân lực đám người nữ hoàng hổ nữ cùng trì mộng hàm đều không tách ra khỏi lăng hàn bọn họ cùng đi với nhau bốn người dạo bước trong rừng trúc nữ muốn ăn thịt sau khi đi một lúc hổ nữ không đi nữa nàng đổ thừa không đi nhất định phải ăn cái gì đó đối với kiều thê chưa trưởng thành đương nhiên lăng hàn sẽ không trách hắn bắt đầu ngồi xuống nấu ăn chỉ chốc lát mùi thơm mê người đã truyền ra lăng hàn hiện tại đã nắm giữ chiến lược thánh cấp hắn chuẩn bị nguyên liệu đều là thịt thánh thú hiếm có gia vị là nhân sâm ngàn vạn năm từ đó mùi hương mê người truyền đi rất xa hổ nữ nhìn chằm chằm vào đồ ăn hai mắt phát sáng nước miếng như sắp chảy ra. Cho dù thực lực của nàng mạnh đến mức nào, cho dù làm mẫu thân hay tổ nãi nãi, tính tham ăn của nàng sẽ không thay đổi. Thơm quá, thơm quá, lúc này có một bóng người bước ả à khỏi rừng trúc, dáng người thon gầy, tóc đen nhánh không bị trói buộc bay trong gió, nhìn tiêu sái khó nói thành lời. Ta có rượu ngon, có thể ngồi ăn cùng hay không? Hổ nữ lập tức bảo vệ thức ăn, đây là của nữ, không cho phép các ngươi cướp, nàng trừng mắt nhìn khách không mời, dáng vẻ tùy thời sẽ xuất thủ. Lăng Hàn bật cười, võ giả tranh đấu đều là vì bảo vật, mà chỉ có hổ nữ lại vì đồ ăn. Dưới cái nhìn của nàng, mị lực của bảo vật làm sao lớn bằng đồ ăn. Đúng là như thế làm làm hổ nữ khả ái đáng yêu. Lăng Hàn nhìn về phía người kia, đây là một tên thánh nhân, hắn chỉ khoảng 20 tuổi, ngọn lửa sinh mệnh tràn đầy, nhiều lắm chỉ mới đốt vạn năm, đối với thánh nhân mà nói, hắn còn quá trẻ tuổi. Có rượu liền dễ nói, mời ngồi, hắn cười nói, hổ nữ lập tức bất mãn, cướp đồ ăn của nữ đấy. Nhưng Lăng Hàn lại lấy ra thịt tươi cùng gia vị, bắt đầu nướng thêm, lúc này ánh mắt bất mãn của hổ nữ biến mất. Vẫn là Lăng Hàn hiểu rõ nữ nha, thánh nhân trẻ tuổi cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Hàn lại chiếu cố cảm xúc của hổ nữ, hắn lại lấy ra một phần nguyên liệu nấu ăn. Thú vị, hắn mỉm cười, tại hạ liễu tâm hà, Lăng Hàn nhìn đối phương, người trẻ tuổi này cho hắn cảm giác nguy hiểm, mà hắn thông qua nhãn thuật có thể thấy rõ ràng, đây là một vị thánh nhân tam tinh. Thánh nhân Tam Tinh lại cho hắn cảm giác nguy hiểm mạnh như thế. Tại Hạ Lăng Hàn, hắn gật gật đầu, "A, à, người chính là Lăng Hàn?" Liễu Tâm Hà hơi lộ kinh ngạc, sau đó bật cười. "Ha ha, bọn họ sớm giao tư liệu cho ta xem, ta lại quên xem." "Bọn họ?" Lăng Hàn nói, "Liễu huynh đến từ đế tộc, Thất Diệu đế tộc." Liễu Tâm Hà cũng không có dấu giếm "A, à, Thất Diệu đế tộc có thế hệ hoàng kim đời trước không là Liễu Nguyên sao?" Hơn nữa, Liễu Tâm Hà đã hơn vạn tuổi. Tuyệt không có khả năng là thế hệ hoàng kim, kém quá xa. Lại nói, cho dù Liễu Nguyên đạt đến thánh nhân tam tinh cũng không có khả năng làm cho Lăng Hàn cảm thấy nguy hiểm mạnh như thế. Cho nên, Liễu Nguyên khẳng định không phải người này. Vấn đề sinh ra, thế hệ hoàng kim là tộc nhân có thiên phú cực kỳ kiệt xuất nhất đế tộc từ trước tới nay, nhưng bây giờ lại có người có thiên phú mạnh hơn, chuyện này làm Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái. Nhưng Lăng Hàn cũng không hỏi, khả năng việc này liên quan tới cơ mật của Liễu gia, hỏi người ta cũng chưa chắc sẽ nói. A, à, truyền nhân mạnh nhất liễu ra các người không phải là liễu nguyên sao? Hổ nữ không có tâm cơ gì, nàng vừa ăn vừa nói. Được rồi, Lăng Hàn bật cười, Liễu Tâm Hà uống rượu, hắn rót cho Lăng Hàn một bát, hắn lo lắng nói: "Ta cũng không biết." Này tương đương không có trả lời. Chỉ chốc lát, đồ ăn mới đã xong, Lăng Hàn cắt ra thịt khô, phân cùng Liễu Tâm Hà, đám người nữ hoàng, mọi người bắt đầu ăn. Rượu ngon, Lăng Hàn uống một hớp rượu, hắn cũng phải khen ngon. Hắn đã nắm giữ thực lực thánh cấp, đã không có rượu mà hắn chưa uống, nhưng tất cả đều quá nhạt, nhưng mà rượu này lại đậm đặc, vừa vào miệng đã xâm nhập cốt tủy. Hắn có cảm giác, nếu hắn cứ uống tiếp sẽ say. Đây đúng là việc không thể tưởng tượng nổi, bọn họ vừa ăn thịt, vừa uống rượu, trò chuyện trời nam biển bắc. Sau khi ăn nửa giờ, mỹ tử mỹ thực đều trống không. Liễu Tâm Hà lại lấy lá trà ra nấu trà, bắt đầu nấu tại chỗ. Một hồi, nước nấu xong, hắn ném vào nước vài lá trà lá trà ít đến thương cảm nhưng hương trà lại làm say lòng người. Dù hồ nữ không thích uống trà cũng phải ngửi ngửi rất thèm. Đây là y trà, gì? Lăng Hàn hỏi, hái xuống trên thánh thụ, trên đời này chỉ có một gốc. Liễu Tâm Hà thuận miệng nói, cái này chân quý, bốn người Lăng Hàn cùng thưởng thức, quả nhiên, hương trà nồng đậm, vào miệng liền dễ chịu. Sau một lúc lâu, năm người đem uống trà xong, tốt, nên làm chuyện chính. Liễu Tâm Hà cười một tiếng, đến đánh đi, Lăng Hàn vươn người đứng dậy, chương 5077, đọ sức đại cơ duyên. Nữ hoàng, chỉ mộng hàm đều kinh ngạc, hai người này trước đó còn nâng cốc cạn ly, khách khách khí khí, tại sao hiện tại lại đánh nhau. Lăng Hàn lại biết rõ, liễu tâm hà đại biểu cho thất diệu đế tộc. Mà hắn không tính là kế đại thù sinh tử với thất diệu đế tộc nhưng vẫn có hiểm khích, một trận chiến này là khó tránh khỏi. Đám người nữ hoàng thối lui, lưu lại không gian cho Lăng Hàn cùng Liễu Tâm Hà. Các nàng hiểu nam nhân của mình, nếu nói muốn chiến, như vậy nhất định phải có một trận chiến. Nơi này là mặt trời đã tắt, cũng không có sinh linh nào khác, cho nên cũng không cần lo lắng thánh nhân khai chiến hủy thiên diệt địa. Lại nói, nơi này là nơi đại đế trôn giấu bảo tàng, thánh nhân không có thực lực phá hủy nơi này. Liễu tâm hà xuất thủ tấn công lăng hàn, một kích của hắn sinh ra bảy đạo quy tắc bát tinh. Thánh nhân tam tinh, một kích lại có thể đánh ra bảy đạo quy tắc bát tinh, ra hỏa này thực sự mạnh, hơn nữa còn chưa phải là chiến lược cực hạn của hắn. Nhưng Lăng Hàn hiện tại đã là Tôn giả Lục Tinh, một kích của hắn đánh ra 45 đạo quy tắc bát tinh đan vào nhau, miễn cưỡng có thể tính là 5 đạo quy tắc bát tinh. Mặc dù còn chênh lệch 3 đạo quy tắc, nhưng mà hắn vẫn có rất nhiều tuyệt chiêu. Tứ cực trụ hiện ra, Lăng Hàn lập tức tạo ra lĩnh vực tuyệt đối. Chỉ cần tứ cực không phá, hắn sẽ không tổn thương. Oanh, một kích đánh lên, Lăng Hàn lông tóc không thương ngược lại hắn mang theo quyết tâm thẳng tiến không lùi tấn công liễu tâm hà a à, lại có dạng tứ cực như thế liễu tâm hà lộ ra vẻ kinh ngạc mặc dù hắn biết rõ tứ cực nắm giữ năng lực phòng ngự cùng công kích nhưng mà chưa nghe qua phòng ngự tuyệt đối như thế nhưng ta không tin công kích của ta không thể phá hủy nó hắn hử lạnh một tiếng lại xuất ra một kích cảnh tượng kinh khủng xuất hiện hắn lại đánh ra chín đạo quy tắc bát tinh cái gì đừng nói ba người nữ hoàng cho dù là lăng hàn cũng giật mình Hắn không nghĩ tới Liễu Tâm Hà lại mạnh đến mức này. Dạng thiên tư như thế cũng không yếu hơn đám người Lục Tầm. Phải biết, Lục Tầm chính là con của đại đế, tuyệt không phải là hàng lởm như thế hệ hoàng kim. "Oanh, một kích qua đi." Tứ cực trụ lập tức xuất hiện vết rách. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, niệm lực cường đại truyền vào, vết rách biến mất. Hắn đã có suy đoán, nói: "Ngươi không người thời đại này." Liễu Tâm Hà mỉm cười, cũng không có phủ nhận. "Không sai, ngươi là con của thất diệu tổ vương, Lăng Hàn còn nói thêm, cái gì? Lời này làm đám người nữ hoàng kinh ngạc, trừ phi chuẩn đế, không có người nào có thể tự phong ấn, nguyên nhân không cách nào phát huy tác dụng của thái cổ nguyên nê. Cho nên, các nàng căn bản cũng không có nghĩ đến, Liễu Tâm Hà lại là con của đại đế. Liễu Tâm Hà cũng sững sờ, không nghĩ tới Lăng Hàn lại đoán ra. Không sai, ta chính là con thứ của thất diệu tổ vương, cũng là người nhỏ nhất. Xem ra hắn được thiên vị nếu không, vì cái gì chỉ có hắn bị thái cổ nguyên nê phong ấn. Chờ chút, nhà ngươi còn có huynh đệ tỉ muội xuất thế hay không? Lăng Hàn hỏi, Liễu Tâm Hà cười ha ha, sau đó lắc đầu. Chỉ có một mình ta được an bài sống ở thời đại này, liều đại cơ duyên hiện tại, những người khác nha. Ai, đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử, cho dù đại đế cũng không phải bất diệt, huống chi là phàm nhân. Lăng Hàn lại nói, đọ sức đại cơ duyên gì, hắn vẫn cảm thấy kỳ quái, vì cái gì lục tầm, Dương Dịch là các vương giả thượng cổ, con của đại đế nhất định phải xuất hiện ở thời đại này, hơn nữa còn là đồng loạt chạy ra, vì sao? Hiện tại hắn đoán được, đây chính là đại cơ duyên mà Liễu Tâm Hà nói tới, nhưng đại cơ duyên này là cái gì? Liễu Tâm Hà mỉm cười, chuyện này sao, tạm thời cần bảo mật mới tốt, ngóa, lăng hàn hét lớn một tiếng, hắn phát động phượng rực thiên tường. Banh banh banh, năng lượng tỏa ra bốn phía, khi đánh vào rừng trúc lại sinh ra phản chấn và ba động, tất cả đều bị cây trúc hấp thu, nhiều lắm chỉ làm thân trúc tỏa sáng mà thôi. Không hổ là thủ đoạn do đại đế bố trí, Liễu Tâm Hà cường thế sát phạt, toàn lực thi triển toàn lực, hắn đánh ra chín đạo quy tắc bát tinh là kinh khủng cỡ nào. Nghiền ép, nhưng tính bền dẻo của Lăng Hàn quá tốt, mặc dù hắn lâm vào hạ phong vẫn tiếp tục phản kích, không chịu bị động nhận đòn. Chỉ tiếc, nơi này không thể dùng trận pháp, từ đó Lăng Hàn mất một đòn sát thủ. Chiến hồi lâu, Liễu Tâm Hà đã thu tay lại, như tại sao không đánh? Lăng Hàn hỏi ta còn chưa bại đấy. Liễu Tâm Hà lắc đầu, người trong gia tộc cầu ta thật lâu, ta mới đáp ứng xuất thủ, nhưng cũng chỉ như thế, cũng không nói nhất định phải phân sinh tử. Hắn nguyện miệng cười, hiện tại đánh xong, ta đã hoàn thành thỉnh cầu của bọn họ. Cầu, chữ này dùng rất tốt, gia hỏa này mặc dù trẻ tuổi nhưng đã sống vô số vạn năm, lại là vương giả thượng cổ, mặc cho người nào trong liễu gia cũng phải gọi hắn là tứ tổ. Nhưng Lăng Hàn luôn cảm thấy, câu này mang theo mùi trang bức, đế tử thượng cổ như ngươi nhiều không? Lang Hàn hỏi. Liễu Tâm hà sờ lên cái cằm cũng không ít. Vì thời đại này khẳng định có rất nhiều đại đế sẽ có bố cục lưu lại hậu nhân xuất sắc nhất tranh đoạt cơ duyên của thời đại này. Ngươi xem gia hỏa này trang bước tiếp còn khoe khoang hậu đại xuất sắc nhất. Lang Hàn không có vạch trần trang bước không phải là tội chỉ cần có thực lực là được rồi. Sau này còn gặp lại. Lang Hàn nói sau này còn gặp lại. Liễu Tâm hà gật đầu sau đó quay người rời đi đúng là một tên kỳ quái. Hổ nữ đi tới, nàng nhìn nơi liễu tâm hà biến mất và nói, nàng cũng không quên bổ sung đồ ăn cho mình. Đúng vậy, tên này kỳ quái. Lăng Hàn gật gật đầu, ánh mắt của hắn đầy chiến ý. Thời đại này chú định nó sẽ rất đặc sắc, không nói bá chủ nguyên thế giới, hiện tại con của đại đế đều xuất hiện, tất cả đều tranh cơ duyên thành đế. Nhiều người cạnh tranh đế vị duy nhất như vậy, nó sẽ kịch liệt tới mức nào. Hơn nữa, mỗi thời đại đều có đế vị, tại sao phải chọn thời đại này. Cho nên nói, đại đế thời đại này có hàm lượng khác biệt. Thế nhưng mà, đại đế đã vô địch thiên hạ, bọn họ chú ý cái gì chứ? Trường sinh, trong đầu lăng hàn sinh ra một suy nghĩ, trừ trường sinh ra, còn có cái gì hấp dẫn đại đế như vậy chứ? Nếu như hắn đoán không sai, rất nhiều con của đại đế đều thức tỉnh rồi. Trường sinh là bất diệt, vĩnh viễn chiếu dọi sử sách. Vậy nhưng xương vạn cổ đệ nhất đế, không ai không trấn áp một thời đại. Nữ hoàng, Hổ nữ, chỉ mông hàm cũng giật mình, nếu việc này truyền ra sẽ làm thiên hạ rung động. chương năm 1078, Bách Lý Hảo Kiệt. Trường sinh, phàm là sinh mệnh đều ao ước trường sinh, nhưng trường sinh làm trái thiên đạo, đại đế vô địch cũng phải tan biến, không ai có thể tồn tại vĩnh viễn. Nhưng nếu không phải như thế, còn có đại cơ duyên gì lớn hơn cả thành đế? Mỗi thời đại đều có cơ hội thành đế, có thể tưởng tượng, nếu không phải đại đế không thể tự phong chính mình tin tưởng thời đại này sẽ có thật nhiều đại đế xuất thế tranh cơ duyên trường sinh. Sinh ở thời đại này cũng không biết đạo là may mắn hay là bất hạnh. Lang Hàn cảm thán nói, ở thời đại này, có lẽ có cơ duyên trường sinh nghịch thiên, nhưng cơ duyên như vậy chỉ thuộc về vài người, thậm chí chỉ có một người, nhưng cường giả các thời đại lại cạnh tranh kịch liệt. Ví dụ như âm phủ xâm lấn, Lang Hàn đã hoài nghi có quan hệ tới trường sinh hay không. Bằng không thì hắn thật sự không nghĩ ra đạo lý trong đó bất kể như thế nào đầu tiên phải tăng thực lực lên lang hàn lập tức kiên định tín nhiệm thời điểm này hắn cần gia tăng thực lực chỉ có thực lực mới là vương đạo bốn người tiếp tục tiến lên nhưng rừng trúc sống n hư không có điểm cuối bọn họ đi luôn thật lâu nhưng không phát hiện bảo tàng của nữ đế đây là thủ đoạn đại đế khảo nghiệm người đời sau sao lang hàn không hề tùy ý đi dạo hắn đang quan sát chung quanh nếu nữ đế lưu lại truyền thừa như vậy phải có biện pháp phá giải là hoa văn trên thân trúc sao lang hàn quan sát mỗi một cây trúc đều có hoa văn khác nhau nhưng nghiên cứu đã lâu hắn không thu được cái gì phương hướng sai rồi hắn lại quan sát vị trí từng cây trúc nỗ lực tìm quy luật nhưng sau mười mấy ngày hắn vẫn phải từ bỏ hắn không thể đi hết rừng trúc hắn làm sao tìm ra quy luật trong đó chứ lang hàn vắt hết óc nhưng không biết nên làm gì xôn xao gió thổi lá động nó có một loại vận luật kỳ diệu A. À, ánh mắt lăng hàn sáng lên, chẳng lẽ là như vậy? Hắn ngẩng đầu nhìn, bắt giữ quy luật của lá trúc, dường như chúng phù hợp với đạo lý nào đó. Hắn không nhịn được bắt đầu suy diễn, hắn lập tức phát hiện, đó là một loại trận pháp. Ân, còn không có đợi hắn xâm nhập nghiên cứu, hắn cảm ứng có người tiếp cận. Hắn nhìn sang bên trái, chỉ thấy một nam tử mặc trường bào màu tím đi tới. Nam tử này hết sức trẻ tuổi, hắn chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng thức hải lại lại tỏa ra uy áp thánh hỏa hơn còn là màu xanh lá thánh nhân ngũ tinh, thế nhưng mà, người này nhiều nhất chỉ mới vạn tuổi. Vương giả thật trẻ tuổi, Lăng Hàn suy nghĩ, lại là con của đại đế, lại tới, lúc trước là Liễu Tâm Hà, lúc này là ai? Lăng Hàn, đối phương mở miệng trước tiên, mặc dù hắn nói mang theo nghi vấn nhưng đã khẳng định là Lăng Hàn không nghi ngờ. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, ta là Lăng Hàn, ngươi là ai? Ta, nam tử cao ngạo nói, ta chính là Bách Lý Hào Kiệt, trưởng tử của tử vi đại đế. Quả nhiên, con của đại đế, thời đại này thật náo nhiệt, thiên kiêu thời đại nào cũng xuất hiện. Lăng Hàn nhìn đối phương, đây là người của Bách Lý Gia, mà hắn kết thù với Bách Lý Gia sâu nhất, xem ra lần này khó giải quyết. a à, đánh một trận sao? Lăng Hàn mỉm cười, Bách Lý Hào Kiệt lại cao ngạo lắc đầu. Người không xứng, nhưng hắn là con của đại đế, còn là thánh nhân ngô tinh, năm đó hắn đánh khắp thiên hạ không có đối thủ, hiện tại, hai người cảnh giới kém nhiều như vậy. Hắn tự đánh giá mình rất cao và xem thường Lăng Hàn, Lăng Hàn không có tức giận, hắn chỉ lắc đầu, người ngủ quá lâu rồi, đã hoàn toàn theo không kịp trào lưu. Như thế nào đi nữa, người cũng chỉ là tôn giả nho nhỏ. Bách Lý Hào Kiệt cười lạnh, hắn vươn tay tấn công Lăng Hàn. Nhưng hắn là thánh nhân ngũ tinh, mà chiến lược càng ngà khủng bố, lực lượng hóa thành một bàn tay lớn có 10 đạo quy tắc bát tinh quấn quanh, từ đó tỏa ra khí tức đáng sợ. Thậm chí một kích tiện tay của hắn cũng có thể tiêu diệt Lăng Hàn. Lăng Hàn không có đón đỡ, há lập tức lui về phía sau dám nhục nhã bách lý ra ta ai cho ngươi dũng khí như thế bách lý hào kiệt thừa thắng truy kích hắn lại tấn công lăng hàn tranh lệch chiến lược quá lớn dù là lăng hàn dùng tới tứ cực trụ cũng không có khả năng ngang hàng cũng chỉ làm tứ cực vỡ nát bởi vậy hiện tại chỉ có tránh ngươi không phải có danh xưng thiên tài mạnh nhất lịch sử hay sao bách lý hào kiệt cười lạnh nói thế nào không dám tiếp một chiêu của ta sao ta năm nay chín tuổi cũng có thể tính là cùng tuổi với ngươi, không tính lấy lớn hiếp nhỏ. Ngươi chỉ có chút dũng khí như thế hay sao?" Hắn không ngừng trào phúng, hắn muốn kích lang Hàn trẻ tuổi nóng tính, từ đó ngạnh kháng cùng hắn. Lang Hàn lại không quan tâm, Bách Lý Hào Kiệt chính là thánh nhân ngô tinh, thực lực rất đáng sợ, chỉ nói cảnh giới, thiên hạ này ít người có tu vi như hắn, huống chi hắn thiên phú kiệt xuất, chiến lực vượt qua thập tinh, hắn làm sao mà đánh? Lang Hàn lại không ngốc, hắn phát động Phượng Dực Thiên Tường hắn dù đấu với Bách Lý Hào Kiệt, cũng không vội vã rời đi. Cái này Phượng Dực Thiên Tường không hổ là thiên hạ đệ nhất thân Pháp, mặc dù Lăng Hàn thực lực tê hoa xa, có thể hắn đã nắm giữ thánh cấp chiến lực, ở hắn vận chuyển phía dưới, đôi cánh chấn động tự nhiên. Bách Lý Hào Kiệt mạnh thì có mạnh, nhưng mỗi một đạo công kích đều không đánh chúng người thì có lợi ích gì. Lăng Hàn, người chỉ biết trốn sao, Bách Lý Hào Kiệt lại bắt đầu châm chọc. Chẳng phải ngươi có danh xưng thiên kiêu mạnh nhất sao? Đến, để muốn xem ngươi có bao nhiêu thực lực lang hàn cười nhạt một tiếng ngươi nên tự gọi tu vi đánh nhau cùng cấp với ta nhìn ta có đánh ngươi kêu ta là ra ra hay không bách lý hào kiệt giận tím mặt như vậy chẳng phải phụ thân tử vi đại đế của hắn phải gọi lang hàn là phụ thân ngươi thật to gan dám miệt thị đại đế hắn quát lớn lang hàn cười nhạo ngươi là con của đại đế tử tu vi cao hơn ta nhiều như vậy ngươi không sợ mất mặt hay sao hừ ta có tuổi tác tương tự với n ngươi có cái gì mất mặt bách lý hào kiệt từ tốn nói ha ha ngươi là hóa thạch sống không biết bao nhiêu năm xương cốt kẻ cùng thời với ngươi đã hóa thành cho ngươi còn chạy đến thời đại này cướp cơ duyên của đời sau cũng không biết ra mặt ngươi sao dày như vậy lang hàn cười nhạo ghê tởm bách lý hào kiệt giống to mái tóc đen của hắn bay lên cao hiển nhiên hắn rất giận dữ đường đường con của đại đế hắn chưa từng bị người nào chỉ vào mặt mắng như thế hắn tăng cường công kích cũng bắt đầu lấy quy tắc bát tinh giam cầm không gian thân pháp của ngươi trâu bò hơn nữa, nhưng ta phong tỏa không gian này, ngươi làm sao chạy thoát. Hắn muốn cắt đường lui của Lăng Hàn, chương năm chín thêm con đường phía trước. Mắt thấy đại hắc cầu lao tới, Lăng Hàn vội vàng dừng lại, chẳng những lui về phía sau, thậm chí hắn còn xuất một trường, oanh, năng lượng hủy diệt sôi trào. Bành, đại hắc cầu lập tức trúng chiêu, nơi ngực trái xuất hiện một cái động, trực tiếp xuyên thấu qua thân thể. Nhưng mà, đại hắc cầu lại không có tức giận hay sợ hãi, nó chỉ nhìn miệng vết thương và nói: người nhìn thấu thế nào? bởi vì kẻ này không phải đại hắc cầu. Lăng hàn cười nhạt một tiếng. đại hắc cầu nắm giữ phượng dực thiên tường, nếu thật sự gặp được nguy hiểm, nó làm sao không vận dụng chạy trốn? nhưng trong suy nghĩ của người khác, thân pháp phượng dực thiên tường chân quý như vậy, ai nắm giữ không chân tàng cho mình sẽ truyền cho người ngoài sao? bởi vậy, người này mô phỏng rất giống dáng vẻ của đại hắc cầu nhưng lại không quan tâm tới nhân tố cực kỳ quan trọng này cũng không thể trách người khác có ai hào phóng như lăng hàn hay không tình nghĩa giữa hắn cùng hầu ca đại hắc cẩu không phải người ngoài có thể tưởng tượng được ngươi là bách lý hào kiệt hay là thạch thiên lộ hắn không trả lời mà hỏi lại thân thể đối phương rung động và hóa thành một nam tử trẻ tuổi nhưng không phải là thạch thiên lộ cũng không phải là bách lý hào kiệt mà là một người hoàn toàn xa lạ ta chính là đào khản tên nam tử trẻ tuổi cao ngạo nói lăng hàn lắc đầu làm người không làm nhất định phải giả chó, ta nghĩ ngươi cũng là hạng người trộm gà cướp chó mà thôi. Đào khản lập tức giận dữ, hắn xuất trưởng tấn công, oanh, thánh hỏa phập phồng, hắn chính là thánh nhân ngũ tinh, có tới 13 đạo quy tắc bát tinh. Ta chính là con của Hồng Liên Thánh Hoàng, người dám nhục mạ ta. Quả nhiên, lại là con của đại đế, vốn cho rằng thế hệ hoàng kim bị đánh mất mặt mũi, đế tộc sẽ rời khỏi vũ đài tranh đế vị, không nghĩ tới bọn họ còn cất giấu con bài tẩy như vậy, còn có đế tử thượng cổ xuất thế. Đế tử chân chính rất châu bò, hoàn toàn không kém gì đám người dương dịch hoàn, lục tầm. Hơn nữa, những đế tử này còn đặc biệt không biết xấu hổ. Bách Lý Hào Kiệt có tu vi thánh nhân ngũ tinh lại nói mình là thế hệ trẻ, mà Thạch Thiên lộ càng âm hiểm, hắn càng phục kích đánh lén. Đào khản không tốt hơn chỗ nào, giả trang đại hắc cầu dụ hắn hiện thân. Những đế tử này hoàn toàn không có bị thân phận hạn chế, vì đạt được mục đích thậm chí không tiếc thủ đoạn. Nếu lựa chọn làm kỹ nữ, cũng không cần phải lập đền thờ đâu. Lăng Hàn cười ha ha, hắn thả người né tránh. Đối phương không biết xấu hổ là thật, nhưng thực lực mạnh mẽ cũng là thật, nắm giữ ưu thế nghiền ép hắn. Đào khản giận quá hóa giận, hắn đổi theo anh kích Lăng Hàn. Nhưng chiến lực của hắn mạnh hơn nhưng phương diện thân pháp lại không bằng Lăng Hàn. Phượng dực thiên tường đệ nhất thiên hạ, Lăng Hàn không có chiến đấu, chiến lực tranh lệch quá lớn, đánh không thắng thì đánh làm gì. Hắn phát động thân pháp nghênh ngang rời đi, nếu ngươi thích đóng vai chó, ngày sau ta sẽ thu ngươi làm chó cảnh người có thể ở bên cạnh vẩy đuôi mừng chủ. Hắn đã đi nhưng lời nói vẫn lưu lại, âm thanh lượn lờ không tan. Bang, 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 đào khản tức giận đánh gãy cây trúc bốn phía, nhưng đây chính là thứ đại đế bố trí, không những không thể đập gãy một gốc, ngược lại còn bị những cây trúc này tỏa sáng phản kích. Dù đào khản là con của đại đế, tu vi thánh nhân ngũ tinh thì thế nào, chỉ trong nháy mắt hắn bị vài tia sáng đánh thủng thân thể. Còn tốt, thực lực của hắn đủ cường đại, công kích như vậy không đủ đánh chết hắn, tính dưỡng 10 ngày nửa tháng là khỏi hẳn. Sau khi Lăng Hàn thoát đi đã ẩn nấp lần nữa, hắn chuyên chú luyện đan. Hắn yêu nghiệt, thậm chí nghịch thiên, nhưng hắn vẫn bị cảnh giới hạn chế. Hiện tại chủ lưu của thế hệ trẻ tuổi đều là thánh cấp, hắn chỉ là tôn giả cảnh, mặc dù nắm giữ chiến lực thánh cấp nhưng hắn không bằng những đế tử thượng cổ. Muốn chống lại bọn họ, thậm chí chém bọn họ, khi đó hắn cần phải có tu vi thánh cấp. Cho nên, chuyện thứ nhất là phải đạt tới tôn giả cửu tinh. Lăng Hàn không ngừng luyện hóa tiên khí, tứ cực cảnh không có gì để nói nhiều, không tồn tại đốn ngộ, tu vi có thể gia tăng thêm vài cấp độ. Tất cả đều phải dựa vào tiên khí, dùng tiên khí để xây dựng tứ cực, khởi động tiên khu, tiếp thiên, tiếp địa, lúc này mới có tư cách khắp sáng thánh hỏa. Tiên khí bên trong hỗn độn cực lôi tháp không ngừng giảm bớt, tu vi Lăng Hàn đang không ngừng tăng lên. Lại nửa năm trôi qua, Lăng Hàn đã đạt tới tôn giả bát tinh đỉnh phong. Ba ngày sau đó hắn đạt tới cửu tinh, đứng ở tứ cực cảnh đỉnh phong tiến thêm một bước là hắn có thể thắp sáng thánh hỏa. Số lượng tiên khí lại bắt đầu giảm mạnh, thời điểm này chỉ còn thừa lại một phần năm, Lăng Hàn cũng đạt tới cửu tinh đỉnh phong. Hiện tại, có thể thắp sáng thánh hỏa, xung kích thánh vị. Có thể lang Hàn lại là do dự, bởi vì hắn phát hiện, mình còn có không gian tăng lên rất cao, hắn còn chưa cảm thấy cực hạn của cảnh giới áp bách. Hiện tại hắn thắp sáng thánh hỏa hiện tại chỉ có hại, bởi vì tứ cực của hắn còn chưa trưởng thành tới cực hạn. Vậy thì chờ một chút, lăng hàn tự nhủ hắn cũng không theo đuổi cảnh giới mà là thực lực nếu thực lực còn có thể tăng lên hắn cần gì phải vội vã thành thánh mục tiêu của hắn chính là mạnh nhất biết rõ còn có chỗ tăng lên nhưng không đi nếm thử việc này không phù hợp với đạo của hắn chỉ là không biết lần này có thể xông phá mấy tiểu cảnh giới giáo chủ cấp là thập ngũ tinh tôn giả cảnh có thập ngũ tinh hay không ta cảm thấy việc này có quan hệ với số lượng quy tắc mà ta nắm giữ quy tắc cực hạn chính là 99 đạo, cho nên, nếu ta nắm giữ 99 đạo quy tắc thất tinh, khi đó ta có thể chân chính đạt tới tứ cực cảnh đỉnh phong. Bất kể như thế nào, nếu không có đạt tới hoàn mỹ, ta tuyệt đối không tùy tiện đột phá. Lăng Hàn thử xung kích thập tinh, vấn đề tới, làm thế nào xung kích thập tinh, thời điểm ở giáo chủ, hắn bị thiên địa gông xiềng vây khốn, cho nên hắn nghĩ ra con đường sáng, ra sức đi đối kháng gông xiềng là được rồi. Hơn nữa, hắn sung kích thế nào cũng không thể đột phá tứ cực cảnh cho nên có thể yên tâm lớn mật nếm thử nhưng bây giờ hắn cũng không có bị thiên địa nhắm vào hoàn toàn có thể thử thắp sáng thánh hỏa đây là con đường đi rất dễ dàng lăng hàn cảm thấy chỉ cần mình hơi phân thần là có thể từ sung kích thập tinh biến thành thắp sáng thánh hỏa làm sao bây giờ hắn tỉnh táo một chút trong nội tâm suy nghĩ kỹ càng muốn sung kích thập tinh như vậy phải biết rõ cảnh giới thập tinh là cái gì biểu tượng của tứ cực cảnh chính là ký hiệu trên tứ cực mỗi khi tăng thêm một cái sẽ tăng thêm một tiểu cảnh giới. Nhưng ký hiệu chỉ là một loại hình thức biểu hiện, không phải có nhiều ký hiệu mới bước lên một bậc thang, mà là sau khi bước lên bậc thang này mới có một sinh ra ký hiệu hiển hóa. Hiện tại, ta đạt đến cửu tinh, hoàn toàn không biết như thế nào là thập tinh, đi như thế nào. Như vậy, đổi một mạch suy nghĩ, ta cưỡng ép in thêm ký hiệu thứ 10 lên tứ cực, chẳng phải cũng có thể thúc giục cảnh giới biến hóa. Lăng Hàn cảm thấy, mạch suy nghĩ này có thể thực hiện. Chủ yếu là, đây là cảnh giới chưa từng có người đặt chân tới hắn cũng chỉ có thể ném đá qua sông chỉ có thể nếm thử